Có người đã leo lên đến gần đỉnh núi rồi, nhưng kiệt sức đành phải xuống. Lại có vị quốc vương thấy nhân dân khổ nhọc như vậy, đã cho dựng một chiếc thang cao đến tận đỉnh núi, khiến mọi người đều leo lên được đến nơi và lấy được Bảo Châu và các bảo vật khác. Thần tướng của Pháp ví như Ngọc Bảo Châu ở trên núi Bảo Sơn, cao vòi vọi nên chúng sanh chẳng làm sao thấy được. Các hàng ngoại đạo cũng chẳng có thể hay biết gì, dẫn đến Phạm Thiên Vương cũng chẳng cầu được. Phật Đại Từ Đại Bi thương xót chúng sanh, dạy cho họ tu đầy đủ 6 pháp ba la mật, thuyết 12 bộ kinh, lập ra 84.000 pháp môn tu nhằm tạo phương tiện, bậc thang cao cho chúng sanh leo lên đến nơi thật tướng các pháp. Rất nhiều người theo Phật nghe pháp, như các ngài Kiều Trần Như, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, dẫn đến các sa di nhỏ tuổi như Tô Ma, La Hầu La đều vào được Vô Lậu Đạo. Các pháp thâm diệu như năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo đều là những nước thang đưa chúng sanh đến đạo quả. Bởi nhân duyên vậy nên phải niệm Phật. Niệm Phật rồi còn phải niệm pháp, niệm tăng, chư tăng theo lời dạy của Phật nói ra các pháp bảo. Do tinh tấn tu hành mà chư tăng rõ được lời dạy của Phật nên được gọi là tăng bảo. Chúng sanh nhờ tăng bảo mà rõ được Phật bảo và pháp bảo vậy. Phật vì đại sự nhân duyên thì hiện sanh làm người, đem giáo pháp, niệm nhiệm màu, khai thị cho chúng sanh. Do có giáo pháp của Phật mà chúng sanh duyên theo đó tu hành. Phật dạy, người niệm Phật muốn thấm nhận pháp bảo phải xuất ra vào trong tòng số. Phải trừ hết các ác nghiệp ở thân, ở khẩu và ở ý. Phải trì giới thanh tịnh, nhất tâm tinh tấn hành trì theo như lời Phật dạy. Hỏi, phải hành trì như thế nào mới xứng đáng ở trong bầy chủng của Phật? Đáp, phải là người trì giới thanh tịnh, phá ác tâm, phá sân tham, hành niệm giả, luôn luôn muốn làm cho người khác an lạc, lại phải phá được tâm sân nhuế, tin làm phước, được quả báo tốt, phá được lưới tà kiến. Được như vậy mới xứng đáng ở trong tăng số của Phật. Ở trong tăng số được giới pháp rồi hành bố thí, là chú được trong 10 thiện đạo, đi được 10 ác đạo. Nên biết tu 10 thiện đạo được phước sanh lên cõi trời. Cho nên sau khi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xả, hành giả còn phải niệm Thiên nữa. Người tu thiền định còn phải nhiếp tâm, niệm Ban Châu Tam Muội để diệt các ác giác quán. Các ác giác quán dù vi tế cũng làm trở ngại người vào thiền định. Ví như các hạt mưa phùn dù nhỏ li ti cũng đủ để làm ướt các bụi trần vậy. Ngoài ra hành giả lại còn phải quán thân này mong manh như bọt nước gắn liền với hơi thở ra vào. Còn hơi thở ra vào là còn sống, khi thở ra mà không thở vào là chết. Cho nên hành giả lại phải niệm hơi thở ra vào. Sau cùng hành giả lại còn phải niệm chết nữa. Tu bảy niệm trước đã có rất nhiều công đức, nhưng nếu sanh tâm giải đãi thì hành giả phải niệm chết. Vì sao? Vì thấy cái chết trước mắt sẽ chẳng còn sanh tâm giải đãi nữa. Sau khi Phật diệt độ rồi, Ngài An Na Luận có thuyết bài kệ rằng: pháp hữu vi như mây, người trí chẳng nên tin, trước sức mạnh vô thường, kim cang cũng tán hoại. Như vậy là đã thứ lớp trình bày sau về tám niệm. Hỏi, Thành Phần và Bồ Tát đều tu tám niệm hay sao? Đáp, Thành Phần và Bồ Tát đều tu tám niệm, nhưng có sai khác. Thành Phần vì tự thân mà tu tám niệm nhằm tự giải thoát khỏi các khổ sanh giả bệnh chết. Còn Bồ Tát vì hết thảy chúng sanh mà tu tám niệm ấy nên được vô lượng công đức. Trong kinh Đại Bát Nhã, Phật dạy Ngài Xá Lợi Phất rằng: này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát không chú pháp bố thí mà chú trong Bát Nhã Ba La Mật với đầy đủ đản Ba La Mật, dẫn đến được đầy đủ tám niệm mà chẳng sanh tâm chấp, vì rõ biết hết thảy pháp đều là bất khả đắc cả. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát khác với Thanh Văn chẳng chú pháp bố thí mà được đầy đủ đản Ba La Mật, dẫn đến đầy đủ tám niệm, rõ biết tất cả đều bất khả đắc. Bồ Tát tu như vậy nên thành tựu được hai pháp ấn của Bồ Tát là vô trú và vô đắc vậy. Hết quyển 22. Luận Đại Trí Độ, quyển 23. Phẩm thứ nhất, tiếp theo, thập tưởng, 10 quán tưởng thuộc nhóm vô thường, kinh. Cũng được đầy đủ 10 pháp quán tưởng thuộc nhóm vô thường là tưởng về vô thường, tưởng về khổ, tưởng về vô ngã, tưởng về nhàm chán và xa lìa các thức ăn uống, tưởng về thế gian chẳng có gì vui thú, tưởng về cảnh chết, tưởng về các tội lỗi quá sâu dày, tưởng về xuất ly ba cõi, tưởng về đoạn trừ ba độc, tưởng về tận diệt năm ấm,
luật. Đây là 10 pháp quán tưởng liên tiếp. Một, tưởng về vô thường tưởng, tưởng về thế giới cũng như chúng sanh đều vô thường, biến đổi không bền. Hai, tưởng về khổ, khổ tưởng, tưởng về hết thảy các pháp hữu vi đều là nhân duyên sanh khổ. Ba, tưởng về vô ngã tưởng, tưởng về hết thảy các pháp hữu vi đều là hư vọng, chẳng thật có, chẳng có tự tánh nên đều là vô ngã. 4. Tưởng về nhàm chán và xa lìa các thức ăn uống, hiểm ly thực tưởng, tưởng về hết thảy các thức ăn và thức uống đều là bất tịnh, do vậy mà chẳng nên chấp đắm, trái lại phải sanh tâm nhàm chán xa lìa. 5. Tưởng về thế gian chẳng gì vui thú, nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng, tưởng mọi sự mọi việc ở thế gian này chẳng gì vui thú cả. 6. Tưởng về cảnh chết, tử tưởng, như đã trình bày ở phần 9 quán tưởng về thấy chết trước đây. 7. Tưởng về các tội lỗi sâu dày, đa quá tội tưởng, tưởng về chúng sanh từ vô thỉ đến nay đã tạo vô lượng tội, khiến phải trôi lăn trong dòng sanh tử. 8. Tưởng về xuất ly tưởng, do nhàm chán cảnh thế gian tưởng xuất ly ba cõi, thoát ra khỏi dòng sanh tử. 9. Tưởng về đoạn trừ, đoạn tưởng, tưởng về đoạn trừ sạch ba độc tham sân si, dứt sạch các lậu. 10. Tưởng về tận diệt, tận tưởng, tưởng về tận diệt năm ấm, khiến thần năm ấm chẳng còn đối tiếp được nữa. Hỏi, vì sao có lúc gọi trí, có lúc gọi niệm, có lúc gọi tưởng? Đáp, lúc ban đầu phải dùng trí để chọn lựa thiện pháp thích hợp, kế đó phải niệm để chuyển tướng chuyển tâm, sau cùng khi đã chuyển tâm rồi thì gọi là tưởng. Đây là giai đoạn quyết định, chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả. Hỏi, thế nào là tưởng về vô thường? Đáp, dùng trí quán tưởng hết thảy các pháp hữu vi đều là vô thường, đều là do duyên hòa hợp sanh, khi sanh chẳng từ đâu đến, khi diệt chẳng đi về đâu. Tưởng về vô thường có hai thứ, tưởng chúng sanh vô thường, tưởng thế gian vô thường, như bài kệ sau đây. Chúng sanh cùng thế gian hết thảy đều vô thường, núi cao cùng rừng rậm rồi cũng sẽ tán hoại, sông sâu cùng biển lớn rồi cũng sẽ cạn khô, đến chú xứ chư tiên đến thời cũng tự diệt. Vậy ở thế gian này chẳng có gì vĩnh cửu, duy trì có Như Lai, pháp thân thường bất động, đến đi đều vô ngại, thường tự tại an nhiên, trí huệ lực vô thượng, quang minh chiếu sáng ngời, soi suốt cả mười phương độ vô lượng chúng sanh, oai đức chẳng thể lường, vang danh khắp các cõi. Hỏi, vì sao Bồ Tát cũng tu tưởng về vô thường? Đáp, do chúng sanh điên đảo chấp thường mà phải chịu biết bao khổ não, nên Bồ Tát phải dùng tưởng về vô thường để giáo hóa chúng sanh, chỉ rõ cho họ biết hết thảy các pháp hữu vi đều là vô thường, đều là khổ. Phật dạy, trong bốn thánh đế thì khổ đế dẫn đầu, bởi vậy Bồ Tát phải tu tưởng về vô thường để giáo hóa chúng sanh, chỉ cho họ con đường giải thoát khổ. Hỏi, có người thấy được vô thường chẳng sanh nhàm chán, mà trái lại còn cố bám víu lấy các lạc thú ở trên cuộc đời này. Trong kinh có chép mẩu chuyện, có một bà hoàng hậu ở một nước nọ chết sớm khiến vị vua u sầu buồn khổ. Quần thần khuyên giải rằng đại vương chớ buồn khổ nữa, hoàng hậu trước khi sinh ra đời đã là không, nay ngài chết đi cũng trở về không vậy, chẳng ai có thể thoát được cảnh chết cả. Nhà vua đáp, ta cũng biết như vậy, nhưng ta chỉ lo thời gian trôi qua nhanh quá, rồi đây tuổi trẻ cũng sẽ từ bỏ ta. Như vậy là có người biết vô thường lại càng sanh thêm nhiều kiết sử nữa. Vì sao nói biết được vô thường sẽ sanh nhàm chán, biết được vô thường sẽ trừ được các kiết sử? Đáp, biết rõ rõ lý vô thường chưa đủ, Phật dạy muốn thể nhập lý vô thường phải tu tưởng về vô thường. Hỏi, thế nào gọi là tu tưởng về vô thường? Đáp, tu tưởng về vô thường là tu quán các pháp hữu vi đều niệm niệm sanh diệt, như gió thổi bụi trần, như nước tuôn xuống dốc. Lại quán các pháp hữu vi đều là như huyễn như hóa, chẳng bao lâu sẽ tán hoại. Quán được như vậy là vào được cửa không, là được vô sở đắc. Hỏi, thế nào gọi là vô sở đắc? Đáp, nếu biết rõ ở nơi mỗi niệm các tướng sanh trú dị diệt đều là bất khả đắc, đều là vô thường, thì chẳng thấy có gì đắc cả, nên được vô sở đắc vậy. Hỏi, vì sao nói khổ là vô thường? Đáp, như trước đây đã nói, vì muốn phá chấp thường nên phải thuyết về vô thường. Lại nữa, vì các hàng ngoại đạo điên đảo chấp các tà kiến, chẳng rõ các duyên khởi sanh pháp, nên Phật thuyết khổ đế để hiện bày lý vô thường, nhằm đem họ về chánh tướng, dẫn họ vào đường giải thoát. Phật dạy, người chỉ có danh chẳng phải thật có, khi chết rồi thì danh cũng diệt theo. Có hai pháp quán tưởng về vô thường, đó là quán tưởng thân sanh diệt là tướng vô thường, quán tưởng niệm niệm sanh diệt ở nơi thân là tướng vô thường.
Người y vào giới thì chấp giới là hơn hết. Người y vào huệ thì chấp đa văn là hơn hết. Người y vào thiền định thì chấp thiền định là hơn hết. Lại có người chấp 12 hạnh đầu đà là hơn hết. Tất cả những người này đều chấp việc của mình là hơn hết, mà chẳng mong cầu niết bàn. Bởi vậy nên Phật dạy, tất cả các công đức ấy đều dẫn đến niết bàn cả. Thế nhưng hành giả phải thường quán tất cả các pháp tu cũng đều là vô thường mới đến được niết bàn. Vì sao? Vì ở nơi hết thảy các pháp trong chú chấp mới là tu quán tưởng về vô thường vậy. Tu quán tưởng về vô thường khiến đạt được dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trọng cử, kiêu mạn, vô minh. Bởi vậy nên Bồ Tát phải học hết thảy các pháp vô thường, dù hữu lậu, dù vô lậu, để giáo hóa chúng sanh. Vì sao? Vì Bồ Tát phát đại tâm giáo hóa hết thảy chúng sanh nên phải học hết thảy các pháp vậy. Hỏi: các pháp hữu vi là vô thường dẫn đến sanh các khổ, các bậc hiền thánh cũng hành các pháp hữu vi cũng thọ khổ chăng? Đáp: phàm phu chấp pháp nên mới sanh khổ, trừ Bồ Tát và chư vị thánh hiền chẳng có chấp pháp nên chẳng có sanh khổ. Hỏi: các bậc thánh hiền cũng có các bệnh, như vậy có thọ khổ không? Đáp: khổ có hai thứ, đó là thân khổ, tâm khổ. Các bậc thánh hiền có đầy đủ trí huệ nên chẳng có thọ khổ ở tâm, thế nhưng đã thọ thân bốn đại, có giả bệnh, có đói khát, có nóng lạnh, là các ngài cũng có thọ khổ ở thân. Dù có thọ khổ ở thân, nhưng các ngài biết rõ đó chỉ là duyên nghiệp nên chẳng cho là khổ. Hỏi: khổ thọ nhiếp về tâm và tâm sở pháp, vì sao nói các bậc thánh hiền chỉ có thân khổ mà thôi? Đáp: phàm phu khi thọ khổ thì tâm liền dấy sanh các phiền não. Đây là do vô minh dẫn đạo, nên khi phàm phu thọ khổ ở thân thì tâm sanh ra đủ thứ khổ: tham khổ, sân khổ, si khổ, vân vân. Ví như phàm phu đánh mất một vật yêu thích thì liền sanh khổ não, bức bách, đau xót như bị tên đâm dao cắt vậy. Trái lại, các bậc thánh hiền chẳng có ưu sầu khổ não trước cảnh mất mát chia ly, dẫn đến khi thần thọ các khổ nóng lạnh, đói khát, bệnh hoạn cũng chẳng cho là khổ, vì các ngài biết rõ hết thảy các pháp hữu vi đều là vô thường, lại cũng tự biết rõ đã có thân là có khổ. Đối với các bậc thánh hiền thì thân khổ chỉ là dư tàn của tâm khổ, vì vô lậu tâm chẳng chấp hữu lậu pháp vậy. Hỏi: nếu nói vô thường là khổ thì đạo cũng là khổ, như vậy vì sao lại dùng đạo để diệt khổ? Đáp: năm ấm là vô thường, chấp năm ấm là thọ khổ. Đạo là chân lý, là con đường đưa đến diệt khổ, không thể nói đạo là khổ được. Các bậc thánh hiền biết rõ vô thường là khổ nên không chấp năm ấm thân, lại biết rõ vô ngã là như hư không, biết rõ vạn pháp đều do duyên hòa hợp sanh, nên khi vô thường đến, các ngài cũng chẳng thấy có gì là khổ cả. Ví như có vị A-la-hán đã được đạo, đã nói lên bài kệ rằng: ta chẳng tham sự sống, lại cũng chẳng muốn chết, nhất tâm cầu trí huệ, thời đến ta sẽ đi. Lại nữa, như khi Phật nhập Niết Bàn, ngài A-nan vì chưa ly dục nên khóc lóc thảm thiết. Các bậc A-na-hàm đã ly dục đều kinh ngạc, còn các bậc A-la-hán thì tâm chẳng có biến động. Tuy theo Phật được đại lợi ích, tuy rất tín kính Phật, mà chư vị A-la-hán trước cảnh chia ly vẫn chẳng sanh khổ. Cho nên biết người đã được đạo rồi, đã thấu rõ lý vô thường rồi thì chẳng còn thấy khổ nữa. Phàm phu do còn chấp thần nằm ấm, do còn ái trước bà con thân thích, nên khi thấy vô thường đến với mình hay đến với người thân của mình thì liền sanh khổ. Lại nữa, đã thọ thần là có khổ, chỉ có người si mê ám trí, chẳng rõ lý vô thường mới chạy theo dục lạc, cố tìm niềm vui trong cảnh khổ vậy. Như bài kệ sau đây: cưỡi xe đã thấm mệt, mong cầu được nghỉ ngơi, đứng lâu chân cũng mỏi, mong cầu được ngồi yên, ngồi lâu rồi cũng chán, muốn được nằm thẳng lưng, nằm lâu lại buồn phiền, trước sau do sợ khổ, nhìn ngó thở ra vào, ngưỡng lên cùng cúi xuống, nằm rồi cùng đi đứng, chẳng gì là chẳng khổ. Hỏi: thân nằm ấm cùng hết thảy các pháp hữu vi đều là khổ, vì sao Phật dạy khổ đế là thật khổ? Đáp: khổ do thân nằm ấm gây nên là khổ của phàm phu, do nhân duyên điên đảo là sanh giả bệnh chết bước bách mà sanh khổ. Phật dạy thọ lạc trong Phật pháp cũng chưa hẳn là thật lạc. Vì sao? Vì chỗ sanh các thọ cũng là vô định. Và lại, nếu lạc là thật có thì chẳng có đợi tâm sanh, do vì lạc là chẳng thật có nên hết lạc là liền có khổ. Phàm phu điên đảo chạy theo các dục lạc thế gian khiến ở đời này cũng như ở đời sau phải chịu vô lượng khổ đau. Bởi vậy nên nói, lạc là nhân sanh khổ, ví như có nhiều dòng suối, tuy đã bị nhiễm chất độc mà nước vẫn còn trong suốt.
khiến những người uống nhầm phải rước họa vào thân. Nay ở bên trong các lạc thú đã có nhiều có tiềm ẩn mầm mống khổ mà chúng sanh chẳng có hay biết, nên cứ phải trầm luân mãi trong bể khổ sanh tử luân hồi như bài kệ sau đây, tận hưởng hết phước trời lại đọa vào địa ngục. Ở nơi chốn thuần khổ nhớ lại cảnh trời xưa, nào cung điện nguy nga bao thiên nữ yêu kiều, nào nước biếc trăng thanh vườn rừng đầy hoan lạc, nay ra mình hỏa ngục giữa đám lửa thiêu thân, như rừng tre bốc cháy khổ đau sao kể xiết. Tiếc cảnh vui cõi trời tự than thân trách phận, cũng chẳng có ích gì, vô thường là như vậy. Hỏi vì sao quán tưởng vô thường mà thấy được khổ và vô ngã? Đáp: do chúng sanh chấp năm thân ấm làm ngã mà phải thọ khổ, nên biết rằng thân này chẳng có tự tại, đến khi mạng chung thân này sẽ bị hủy hoại, bởi vậy nên là vô ngã. Phàm phu chấp ngã nên thọ thân khổ, các bậc thánh hiền thường tự tại nên chẳng chấp ngã, do chẳng chấp ngã nên các ngài chẳng có thọ khổ vậy, như bài kệ sau đây. Hạng người không trí tuệ do chẳng rõ vô thường, chấp xác thân làm ngã có thật và kiên cố. Thân này chẳng tự tại do các duyên hợp sanh, khi vô thường đã đến toàn thân đều hủy hoại. Thân này chẳng ai thọ, tức là thân vô chủ, sở dĩ làm các việc duyên khởi do sáu căn, xúc chạm với sáu trần dẫn sanh có sáu thức, do có xúc tác duyên khởi sanh ra các pháp, dẫn đến thọ các nghiệp, tọa lửa trong bầu trời, hòa hợp vật dẫn lửa, sanh ra có pháp lửa, căn trần thức hòa hợp, tác thành các nghiệp lực, tương trợ và tương tục, như mầm giống thành cây. Tướng ngã bất khả đắc, hư vọng chẳng có thật, chúng sanh điên đảo chấp, mỗi pháp đều có tướng, như tướng lửa tướng khói, riêng biệt sai khác nhau, do tư duy chủ lượng, phân biệt có các pháp, thảy đều là sản phẩm của tâm và tấp sở. Ngã tâm chẳng có tướng nên là vô ngã tướng. Hỏi: có hơi thở ra vào là có ngã tướng, có tâm niệm vui buồn thương ghét là có ngã tướng, do có ngã khơi động mới có sanh ra ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Nếu nói chẳng có ngã thì chỉ như trâu, chẳng có người cưỡi. Như vậy làm sao chế ngự được tâm, làm sao khiến tâm đừng phóng dật buông lung? Lại nữa, nếu nói vô ngã thì chỉ như đất như gỗ, như vậy thì loài hữu tình có khác gì với loài vô tình đâu? Đáp: đây là do thức, có thức mới có hơi thở ra vào, có thọ mạng, có hay biết. Nếu thức lìa thân rồi thì thân cũng chỉ như đất như gỗ. Lại nữa, nếu chấp thức là thân ngã và chấp thân ngã là thường còn thì thân này chẳng biến hoại. Sự thật chẳng phải như vậy, nên biết hơi thở ra vào thuộc về sắc pháp, còn thức tướng là do gió tâm động mà có, chẳng phải là ngã tướng vậy. Hỏi: khi nhập vào vô tâm định, khi ngủ mê mà không mộng vẫn có hơi thở ra vào mà người trong cuộc chẳng có hay biết gì cả, như vậy ở các trường hợp này có thức hay không có thức? Đáp: ở trong các trường hợp này thức vẫn có, lúc bấy giờ sáu thức chỉ ngưng hoạt động và sẽ trở lại hoạt động như cũ khi xuất định hay khi tỉnh dậy. Vậy nên phân biệt vui buồn thương ghét là thức tướng, chẳng phải là ngã tướng vậy. Như bài kệ sau đây, nếu ngã là thường còn thì chẳng có đời sau, cũng chẳng có pháp sanh, chẳng có pháp giải thoát. Nếu ai thấu rõ được vô tướng và vô tác thì rõ biết tội phước chẳng có người tạo tác, chẳng có người thọ lãnh, giả ngã và ngã sở liền được phát các khổ, chứng đắc quả niết bàn. Nếu ngã là thường có, chẳng ai thể xả được, ngã cũng là vô thường, thân diệt ngã diệt theo, ví như bờ đê vỡ, nước tuôn hết ra ngoài. Khi chẳng còn chấp ngã, tội phước thảy đều tiêu. Bởi nhân duyên vậy nên người tu phải quán tưởng về vô ngã. Khi đã được vô ngã rồi thì sẽ chẳng còn các triền phược nữa. Hỏi: vô thường, khổ và vô ngã là một pháp hay là ba pháp riêng rẽ? Đáp: chỉ là một pháp thôi. Thế nhưng vì chúng sanh còn ở nơi hữu lậu pháp nên phải phân biệt nói ba pháp riêng rẽ. Đó là quán tưởng về vô thường, quán tưởng về khổ, quán tưởng về vô ngã. Vật khai thị năm ấm là khổ phải xa lìa, nên khi biết rõ năm ấm là không thì liền được thoát khổ. Phàm phu do năm căn xúc năm trần khởi sanh năm thức, rồi năm thức ngoài cùng ý thức tư duy chủ lượng phân biệt các trần cảnh mới sanh ra có ngã tâm, dẫn đến mới phải thọ vô lượng khổ đau. Phật thuyết vô thường nhằm dạy chúng sanh đoạn các chấp về thường kiến,
Thuyết vô ngã nhằm dạy chúng sanh đoạn các chấp về ngã kiến. Thuyết khổ nhằm khai thị cho chúng sanh niết bàn an lạc. Hỏi: thế nào là quán tưởng về nhàm chán và xa lìa các thức ăn uống? Đáp: là quán tưởng thức ăn dù thơm ngon đến đâu, mỗi khi đã qua cửa miệng đã vào bụng rồi thì cũng đều trở thành bất tịnh. Lại quán tưởng thức ăn nguyên thuộc về bốn đại bên ngoài, khi ăn vào biến thành chất dinh dưỡng để nuôi lớn thân, làm tăng trưởng bốn đại bên trong, rồi các chất cặn bã thải ra, lại trở về với bốn đại bên ngoài. Quán như vậy sẽ chẳng còn thấy sự khác biệt giữa bốn đại bên trong và bốn đại bên ngoài nữa, khiến chẳng còn thấy có thật ngã và thật ngã sở nữa. Lại quán tưởng bát cơm ta ăn do công lao của bao nhiêu người khác, nào là cày bừa, nào là gieo cấy, nào là bón phân tưới nước, nào là gặt hái, xay sát, vân vân. Quán như vậy sẽ thấy bát cơm ta ăn chẳng phải là của riêng ta vậy. Hết thảy các thức ăn thức uống đều như vậy cả, nên ta chớ sanh tâm tham đắm. Người tu hành tự suy nghĩ, nếu ta tham ăn, tham uống thì ta sẽ đọa vào địa ngục, nuốt hòn sắt nóng. Khi ở địa ngục ra, lại phải làm thân trâu ngựa để đền nợ cũ, hoặc làm heo, làm chó, ăn các đồ dơ bẩn. Người xuất gia thường quán như vậy nên sanh tâm nhàm chán các thức ăn uống. Đã nhàm chán các thức ăn uống thì cũng sẽ nhàm chán các dục lạc, dẫn đến nhàm chán luôn cả năm ấm. Trong kinh có chép một chuyện sau đây. Có một ông bà La Môn tu pháp môn tinh khiết, duyên những thứ bất tịnh trong nước. Ông nghĩ nếu ăn đồ khô thì sẽ tránh được các thứ bất tịnh. Lúc bấy giờ có một bà lão bán một thứ bánh khô rất thơm ngon. Ông bà La Môn ăn vào liền sanh tâm hoan hỉ. Một thời gian sau, bánh của bà lão chẳng còn mùi vị thơm ngon như trước nữa. Ông bà La Môn hỏi bà lão: vì sao nay bánh của bà chẳng còn có mùi vị thơm ngon như trước nữa? Bà lão đáp: bà chủ của tôi có một mụn nhọt, mỗi ngày phải lấy bột trộn với sữa cam thảo đắp lên mới được êm dịu khỏi nhức nhối. Tôi đã lấy thứ bột ấy để làm bánh nên được hương vị thơm ngon đến như vậy. Nay mụn nhọt của bà chủ tôi đã lành hẳn, tôi chẳng còn thứ bột ấy để làm bánh nữa. Nghe xong, ông bà La Môn đập đầu đấm ngực, cố nôn ọe nhưng cũng chẳng sao nôn mửa ra được. Ông buồn rầu vì đã có người phá pháp môn tinh khiết của ông, bèn từ giã bà lão quay trở về nước. Người tu hành cũng như vậy, khi ăn một thức ăn ngon vào miệng phải nên quán thức ăn ấy vốn từ nơi bất tịnh ra. Nay nếu tham ăn thì về sau sẽ phải thọ khổ báo, do vậy mà lìa được thực dục, chẳng còn ham đắm vị ngon nữa. Lìa được dục này rồi thì bốn dục kia là tài, sắc, danh và thùy cũng dần dần được xả bỏ. Khi đã xa lìa được năm dục thì sẽ xả bỏ được năm hạ phần kiết sử. Cũng có thuyết nói đó là sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục và xúc dục. Hỏi: tu bốn tưởng về vô thường, về khổ, về vô ngã, về nhàm chán và xa lìa có thức ăn uống, có được tương ưng với vô lậu trí không? Đáp: tu bốn pháp quán tưởng ấy chỉ mới vào được kiến đạo, do đó phải tu thêm bốn pháp quán tưởng nữa, là quán tưởng thế gian chẳng có gì vui thú, quán tưởng về cảnh chết, quán tưởng về các tội lỗi quá sâu dày, quán tưởng về xuất ly ba cõi. Tu như vậy mới vào được tu đạo tương ưng với vô lậu trí. Ban đầu hành giả tu quán thân niệm xứ, quán thân bất tịnh để nhàm chán thân này, kế đó lại tu quán về tám thứ khổ, là khổ về sanh, sanh khổ, khổ về già, lão khổ, khổ về bệnh, bệnh khổ, khổ về chết, tử khổ, khổ về xa lìa người thân, ái biệt ly khổ, khổ về phải gần kẻ oán ghét, oán táng hội khổ, khổ về mong cầu chẳng được như ý, cầu bất đắc khổ, khổ về năm ấm chẳng được điều hòa, ngũ ấm xí thạnh khổ. Lại phải tu quán ba đọc tham sân si là cội gốc của muôn vàn tội lỗi. Tu quán như vậy rồi, hành giả sẽ thấy được thế gian này chẳng có gì vui thú, để rồi phải sanh nhàm chán thế gian như bài kệ sau đây. Nơi khí hậu khắc nghiệt, nơi hẻo lánh xa xôi, nơi thường xảy đao binh, nơi triển miên bệnh tật, nơi thường xuyên đói khát, nơi chẳng ai tu phước, đâu đâu cũng đều khổ, chẳng nơi nào an vui. Sau đó hành giả lại quán thân này là vô thường, sớm muộn gì rồi cũng sẽ chết. Hành giả lại quán chúng sanh từ vô thỉ đến nay đã tạo nên bao nhiêu tội lỗi, phải trầm luân mãi trong bể khổ sanh tử luân hồi qua lại trong ba cõi. Rồi hành giả nhàm chán thế gian, nhàm chán sanh tử, quán tưởng xuất ly ra khỏi ba cõi. Hỏi: tu quán tưởng về xuất ly ba cõi là đủ rồi, vì sao còn phải tu thêm các quán tưởng về đoạn trừ ba độc và về tận diệt năm ấm làm gì nữa? Đáp: với pháp quán tưởng về xuất ly ba cõi, hành giả đã có thể bước vào vô lậu đạo.
Tuy nhiên hành giả còn phải tu quán tưởng về đoạn trừ ba độc để được sạch hết các lậu, rồi lại còn phải tu quán tưởng về tận diệt năm ấm, khiến năm ấm thân chẳng còn đối tiếp được nữa mới thật sự vào dòng thánh. Tu quán tưởng về đoạn trừ ba độc dẫn vào hữu dư niết bàn, tu quán tưởng về tận diệt năm ấm dẫn vào vô dư niết bàn. Như vậy, ba pháp tu quán tưởng về xuất ly ba cõi, về đoạn trừ ba độc và về tận diệt năm ấm là những pháp phương tiện dẫn vào địa vị thập địa Bồ Tát và vào vô dư niết bàn. Phẩm thứ nhất tiếp theo, thập nhất trí, 11 trí, kinh, cũng được đầy đủ 11 trí là thế trí, pháp trí, tỷ trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tha tâm trí, tận trí, vô sanh trí, như thật trí. Luận, đây là 11 trí, từ trí thế gian đến trí xuất thế gian, từ trí hữu lậu đến trí vô lậu. 1. Thế trí là trí thế gian hữu lậu. 2. Pháp trí là trí quán tưởng bốn đế nơi cõi dục. Quán như vậy sẽ dẫn vào vô lậu trí, đây là pháp quán trung đạo. 3. Tỷ trí hay loại trí là trí quán tưởng bốn đế ở nơi hai cõi sắc và vô sắc. Đây là pháp tu quán chỗ đồng và chỗ khác giữa hai cõi này. Quán như vậy cũng sẽ dẫn vào vô lậu trí. 4. Khổ trí là trí quán tưởng khổ đế ở nơi cõi dục. Dùng trí này quán năm ấm là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Quán như vậy cũng sẽ dẫn vào vô lậu trí. 5. Tập trí là trí quán tưởng tập đế ở nơi cõi dục. Dùng trí này quán các nghiệp khổ báo dẫn chúng sanh vào trong sáu đường. Quán như vậy cũng sẽ dẫn vào vô lậu trí. 6. Diệt trí là trí quán tưởng diệt đế ở nơi cõi dục. Dùng trí này quán diệu lý đoạn khổ và tập, tức là đoạn các khổ và các nguyên nhân sanh ra khổ. Quán như vậy sẽ dẫn vào vô lậu trí. 7. Đạo trí là trí quán tưởng đạo đế ở nơi cõi dục. Dùng trí này vào được chánh đạo, quán như vậy cũng sẽ dẫn vào vô lậu trí. 8. Tha tâm trí là trí quán tưởng tha tâm và tha pháp. Dùng trí này để thấy rõ tâm niệm của người khác, từ đó chọn pháp môn nào thích hợp để giáo hóa họ. Quán như vậy cũng sẽ dẫn vào vô lậu trí. 9. Tận trí hay lậu tận trí là trí quán tưởng đoạn dứt các phiền não kiết sử. Dùng trí này thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt tu đạo. Quán như vậy cũng sẽ dẫn vào vô lậu trí. 10. Vô sanh trí là trí biết rõ rằng bốn đế chứng được lý vô sanh, niệm vô lậu trí huệ. 11. Như thật trí là trí như thật biết tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp, chẳng gì ngăn ngại. Thế trí duyên hết thảy các pháp ở nơi cõi dục. Pháp trí duyên hết thảy các pháp ở nơi cõi dục, nhằm đoạn diệt sự ràng buộc của cõi dục, đoạn diệt dục giới kế. Tỷ trí duyên các pháp ở nơi hai cõi sắc và vô sắc, nhằm đoạn diệt sự ràng buộc của các cõi này. Khổ trí và tập trí duyên năm ấm hữu lậu. Diệt trí duyên diệt đế, dứt trừ các khổ. Đạo trí duyên đạo đế, dẫn vào vô lậu đạo. Tha tâm trí duyên tha tâm hữu lậu và vô lậu. Tận trí và vô sanh trí đều duyên bốn đế. Trong 10 trí nêu trên đây, có một trí hữu lậu, 8 trí kia đều dẫn vào vô lậu trí. Riêng tha tâm trí duyên hữu lậu tâm mà hữu lậu tận, hữu lậu tâm cũng duyên vô lậu pháp trí. Khi dùng pháp trí và tha tâm trí là có nhiếp khổ trí, tập trí, diệt trí và đạo trí, và cũng có nhiếp một phần nhỏ tận trí và vô sanh trí. Khi dùng thế trí là cũng có nhiếp một phần nhỏ tha tâm trí. Khi dùng tha tâm trí là có nhiếp một phần pháp trí, tỷ trí, thế trí, đạo trí, và cũng có nhiếp một phần nhỏ tận trí và vô sanh trí. Khi dùng khổ trí và pháp trí là có nhiếp tỷ trí và một phần nhỏ tận trí và vô sanh trí. Khi dùng tập trí, diệt trí thì cũng là như vậy. Khi dùng đạo trí là có nhiếp thế trí, pháp trí, tỷ trí, tha tâm trí và một phần nhỏ tận trí và vô sanh trí. Khi dùng tận trí thì phải có đủ pháp trí, tỷ trí, tha tâm trí và một phần nhỏ khổ trí, tập trí, diệt trí và đạo trí. Khi dùng vô sanh trí cũng là như vậy. Thế trí tương ứng với 10 căn trừ huệ căn. Còn 9 trí kia tương ứng với 8 căn trừ huệ căn, ưu căn và khổ căn. Pháp trí, tỷ trí, diệt trí và khổ trí tương ứng với không tam muội. Pháp trí, tỷ trí, diệt trí, tận trí và vô sanh trí tương ứng với vô tướng tam muội. Pháp trí, tỷ trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tha tâm trí tương ứng với vô tác tam muội. Khi tu tưởng về vô thường, về khổ, về vô ngã thì tương ứng với thế trí, pháp trí, tỷ trí, diệt trí, tận trí và vô sanh trí. Có thuyết nói thế trí cũng tương ứng với tưởng về xuất ly.
Tu pháp trí là có duyên, luân, chín trí, trừ tỷ trí. Tu thế trí, tha tâm trí và vô sanh trí là duyên luân cả 10 trí. Khi tu thế trí là có đủ 16 tâm hạnh của 4 thánh đế gọi là 16 tháng hạnh. Khi được 16 tháng hạnh là vào được vô lậu tâm thành tựu nhất thế trí, nơi đệ nhị tâm tăng khổ trí và pháp trí, nơi đệ tứ tâm tăng tỷ trí, nơi đệ lục tâm tăng tập trí, nơi đệ thập tâm tăng diệt trí, nơi đệ thập tứ tâm tăng đạo trí. Nếu được ly dục thì tăng thêm tha tâm trí, được bất hoại giải thoát và cũng tăng thêm vô sanh trí. Lúc ban đầu đã ở trong vô lậu tâm rồi, nhưng chưa tu trí, qua đệ nhị tâm mới tu một trí hiện tại, hai trí vị lai, qua đệ tứ tâm tu thêm hai trí hiện tại, ba trí vị lai, qua đệ lục tâm tu thêm một trí hiện tại, hai trí vị lai, qua đệ bát tâm tu thêm hai trí hiện tại, ba trí vị lai, qua đệ thập tâm tu thêm hai trí hiện tại, ba trí vị lai, qua đệ thập nhị tâm tu thêm hai trí hiện tại, ba trí vị lai, qua đệ thập tứ tâm tu thêm một trí hiện tại, hai trí vị lai, qua đệ thập lục tâm tu thêm hai trí hiện tại, sáu trí vị lai. Nếu ly dục thì tu 17 tâm được 7 trí, ví như tu đà hoàn ly dục, ở trong 17 tâm có thêm 7 trí, trừ tha tâm trí, tận trí và vô sanh trí. Tu đệ cửu giải thoát tâm đã có được 8 trí. Người tu tín giải thoát mà chuyển thành kiến đạo thì ở nơi trung đạo song tu hữu lậu và vô lậu, tu 6 trí, trừ tha tâm trí, thế trí, tận trí và vô sanh trí. Ở cõi dục vào 7 địa đều vô ngại đạo rồi thì tu 7 trí, trừ tha tâm trí, tận trí và vô sanh trí. Vào ly giải thoát đạo thì tu 8 trí, trừ tận trí và vô sanh trí, ly hữu đành được vô ngại đạo thì tu 6 trí, trừ tha tâm trí, thế trí, tận trí và vô sanh trí. Bậc vô học có 9 giải thoát thì tu cả 10 trí, tu hết thảy thiện căn hữu lậu và vô lậu. Có người tu giải thoát được 9 trí cũng tu được hết thảy thiện căn hữu lậu. Trên đây đã nêu đầy đủ các trường hợp tu 10 trí và tu hết thảy thiện căn hữu lậu và vô lậu như đã trình bày trong A Tỳ Đàm. Lại có thuyết nói, tu pháp trí có thể biết rõ các pháp ở cõi dục, biết năm ấm là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, biết các pháp đều do duyên hòa hợp sanh. Phật vì ông Phạm Trí Tu Thi Ma nói, trước hết nên dùng pháp trí để thấy rõ các pháp, sau đó mới dùng tỷ trí và niết bàn trí, ý như thấy lửa thiêu đốt các vật rồi, mới dùng trí so sánh để biết ở quá khứ và ở vị lai lửa cũng có công năng thiêu đốt như vậy. Hỏi, vì sao gọi trí biết tha tâm và tha pháp là tha tâm trí? Đáp, tâm là chủ, trí là dụng nên nói gọi là tha tâm trí. Nếu đã biết rõ tâm người rồi thì liền biết cần phải dùng pháp môn gì để nói cho họ nghe. Hỏi, vì sao có thuyết nói thế trí là giả trí? Đáp, các bậc thánh hiền ở nơi thật trí biết rõ chúng sanh chỉ là giả danh chẳng thật có. Ví như cái nhà do nhân duyên của móng, nền, vách, cột, kẻo, mái hợp thành mà giả danh gọi là nhà. Con người cũng là như vậy, do nhân duyên năm ấm hòa hợp mà có ra thân người, nhưng thân người cũng chỉ là giả danh, chẳng có thật nghĩa. Bởi nhân duyên vậy nên nói trí thế gian chỉ là giả trí mà thôi. Hỏi, thần năm ấm là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, như vậy vì sao chỉ nói đến khổ trí mà thôi? Đáp, ở nơi khổ đế nên chỉ nói đến khổ trí mà thôi. Lại nữa, nếu nói về vô thường, không và vô ngã thì chúng sanh vẫn còn chấp lạc. Bởi vậy nên Phật nói khổ đế nhằm dạy chúng sanh ra lìa năm ấm, biết rõ năm ấm chỉ là giả danh, chỉ là pháp hữu lậu, chẳng thật có, mà đã là pháp hữu lậu tức là đã có khổ rồi vậy. Hỏi, tiến trình tu các trí như thế nào? Đáp, do tu khổ trí mà biết rõ các khổ tướng, nhàm chán các khổ, khiến các tập tức các nhân sanh ra khổ chẳng sanh được. Do tập trí mà biết rõ các pháp hữu vi đều do duyên hòa hợp sanh và đều là nhân sanh ra các khổ, phải nêm nhảm chán, dần dần xa lìa các pháp hòa hợp vào được diệt trí. Do diệt trí mà biết rõ các pháp thường tịch diệt. Do đạo trí mà biết rõ các pháp thường thanh tịnh. Do tận trí mà biết rõ các pháp đều là vô sở hữu. Do vô sanh trí mà biết rõ các pháp là chẳng có thật, chẳng có sanh diệt, là tự tánh không nên vào được như thật trí. Như thật trí là trí như thật, biết hết thảy biệt tướng và tổng tướng của hết thảy các pháp. Như thật biết mười trí đều có tướng, có duyên mỗi mỗi sai khác. Ở nơi mười trí mà có pháp nhãn và huệ nhãn mới là như thật trí. Chỉ có Phật mới đầy đủ như thật trí.
Khi mười trí đã hội nhập vào như thật trí rồi thì chẳng còn có danh, chẳng còn có tướng riêng rẽ nữa. Lúc bấy giờ chỉ còn có như thật trí mà thôi. Ví như trăm sông đều có danh có tướng khác nhau, nhưng khi đã chảy vào biển rồi thì đều mất danh mất tướng riêng. Tất cả các sông đó đều đã hội nhập vào biển, nên lúc bấy giờ chỉ còn có biển mà thôi vậy. Phẩm thứ nhất tiếp theo: hữu giác hữu quán tam muội, vô giác hữu quán tam muội, vô giác vô quán tam muội. Kinh cũng được đầy đủ ba tam muội là hữu giác hữu quán tam muội, vô giác hữu quán tam muội, vô giác vô quán tam muội. Luận hết thảy các thiền định đều nhiếp tâm thanh tịnh nên đều gọi là tam muội hoặc là tam ma đề. Ví như con rắn ở giữa khoảng trống bò quanh co qua lại, chẳng theo một phương nào nhất định cả, nhưng khi đã chui vào ống tre thì nó bò thẳng trong lòng ống tre. Người tu thiền cũng vậy, khi tâm hành xứ đã được chánh trực đoan nghiêm rồi thì sẽ trú được nơi chánh tâm mà vào tam muội, như vậy mới gọi là chánh tam muội. Trái lại, khi người tu chưa vào được sơ thiền thì còn có giác có quán lên đệ nhị thiền thì không có giác mà có quán, khi vào đệ tam thiền mới không có giác và không có quán nữa. Hỏi: tam muội tương ứng với tâm thanh tịnh, vì sao chỉ nói đến giác và quán mà thôi? Đáp: giác và quán thường làm rối loạn tâm, dù vào trong tam muội rồi cũng rất khó xả giác và quán. Có thể nói tâm có giác có quán là tâm tán loạn, chẳng có thể vào được tam muội. Phật dạy: và tam muội mà có giác có quán thì ở nơi định tâm, giác và quán cũng sẽ trở thành vi tế, rồi dần dần cũng sẽ được tam muội hoàn toàn. Nên biết rằng nếu giác và quán sanh trong tam muội thì cũng sẽ có thể hoại tam muội. Ví như gió đem mưa đến thì gió cũng thường làm tan mưa vậy. Hành giả khi mới vào thiền thường sanh thiện giác quán, nhưng khi đã được sơ thiền rồi thì giác chẳng còn nữa. Khi được đệ nhị thiền rồi thì giác quán đều mất cả, nên vào đệ tam thiền chẳng còn giác quán nữa. Hỏi: giác và quán sai khác như thế nào? Đáp: thô thì gọi là giác, tế thì gọi là quán. Nên biết ba ác giác quán gồm tham sân si, ba thiện giác quán gồm vô tham, vô sân, vô si. Ba thiện giác quán này thường đến với hành giả khi tu tam muội. Tuy nhiên nếu giác quán nhiều thì dễ bị mất tam muội, cũng như gió thổi đẩy thuyền đi. Nhưng nếu gió quá lớn thì thuyền có thể bị đắm vậy. Hỏi: vì sao chỉ nói đến ba tam muội này? Đáp: các tam muội khác vi diệu, nên người mới tu khó có thể vào được. Ở cõi dục, khi vào được sơ thiền, hành giả còn có giác có quán, nên khởi tu hữu giác hữu quán tam muội. Giác quán tương ứng với hết thảy các pháp thiện, bất thiện và vô ký, nên hành giả phải khởi sanh thiện giác quán. Khi lì được giác quán rồi thì hành giả mới tu vô giác vô quán tam muội. Lúc bấy giờ, nơi hết thảy sắc tâm chẳng còn tương ứng với các hành và các pháp vô vi. Tu hữu giác hữu quán tam muội là còn ở cõi dục, chưa đến được cõi trời phạm thiên. Tu vô giác hữu quán tam muội là ở trong thiền định, tu lên các cõi trời đại phạm thiên ở cõi sắc. Tu vô giác vô quán tam muội ở trong thiền định, tu lên các cõi trời quang âm thiên, biến tịnh thiên, quả quả thiên ở cõi sắc. Ở nơi đây có thượng diệu tam muội. Vì sao? Vì hành giả tu theo các tam muội không, vô tướng và vô tác, dần dần dẫn đến được kim cang định. Trừ vị A-la-hán bích chi Phật ở trong tam muội này, quán chư Phật khắp mười phương, vào thủ lăng nghiêm tam muội và đoạn nhất thiết nghi tam muội, để sau cùng vào tam muội vương tam muội là tam muội của chư Phật. Phẩm thứ nhất tiếp theo: vị tri dục tri căn dĩ tri căn. Kinh cũng được đầy đủ ba căn là vị tri dục tri căn, căn chưa biết mà muốn biết, tri căn, căn biết, dĩ tri căn, căn đã biết. Luận: đây là ba căn dẫn thẳng đến niết bàn. Một, căn chưa biết mà muốn biết, vị tri dục tri căn, tuy chưa được vô lậu mà muốn biết vô lậu. Người tu tiến hành và pháp hành thấy được bốn đế gọi là được vị tri dục tri căn. Căn này do chín căn khác hòa hợp, đó là năm căn tín tấn niệm định huệ, ba căn hỷ lạc xả và ý căn. Phải có tín giải mới thấy được vị tri dục tri căn. Hai, căn biết tri căn, khi ở trong đạo mà tư duy chuyển chín căn thì gọi là được tri căn. Ba, căn đã biết dĩ tri căn, khi chín căn đã chuyển ở nơi vô học đạo thì gọi là được dĩ tri căn. Hỏi: vì sao trong số 22 căn mà chỉ nói có 3 căn này thôi? Đáp: vì 19 căn kia chẳng có lanh lợi, chẳng có đầy đủ. Lại nữa, 3 căn này lanh lợi dẫn thẳng đến niết bàn,
Người tu ba căn này thì ở nơi pháp hữu vi thường làm chủ, nên ba căn này thắng hơn các căn khác nhiều. Hỏi, mười tưởng cũng có hữu lậu có vô lậu, như vậy vì sao chẳng nói đến? Đáp, mười tưởng đều là các pháp trợ đạo để cầu niết bàn. Còn như năm căn, tín, tấn, niệm, định, huệ tuy là thiện pháp mà chưa rốt ráo cầu niết bàn. Ba căn này thanh tịnh rồi mới biến thành ba vô lậu căn, nhiếp trọn hết thảy các căn khác. Vì sao? Vì trong ba vô lậu căn này đã có ý căn rồi vậy. Lại nữa, lúc bấy giờ, cả ba thọ chỉ thu gọn về một là xả thọ, bởi nhân duyên vậy, nên chỉ nói đến ba căn này thôi. Người được vị tri dục tri căn là người tu ở đệ lục địa, còn tri căn thì phải lên đến đệ cửu địa mới có được. Cả ba căn này đều nhiếp sáu tưởng tương ưng với bốn đế. Vị tri dục tri căn làm nhân thứ lớp sanh ra tri căn và dĩ tri căn. Trong A Tỳ Đàm có nói rõ vị tri dục tri căn thứ lớp chuyển các hữu lậu căn dẫn sanh tri căn và dĩ tri căn. Nhờ vị tri dục tri căn mà năm căn tín tấn niệm định huệ tăng trưởng, chuyển thành năng lực dẫn đến rõ biết được thật tướng các pháp. Ví như người vào thai mẹ, phải nhờ nơi tinh tra huyết mẹ mới có được thân căn, có được mạng căn. Rồi khi bào thai đã hình thành đủ năm căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân thì mới duyên được năm trần. Bồ Tát cũng như vậy, khi sơ phát tâm muốn làm Phật mà chưa có đủ năm căn, tín tấn niệm định huệ, thì dù có nguyện biết rõ thật tướng các pháp cũng chẳng sao biết được. Khi Bồ Tát đã được năm căn này đầy đủ và tăng trưởng thành năng lực rồi, thì mới rõ được thật tướng các pháp. Lại nữa, bốn đại và bốn đại tạo sắc phải hòa hợp mới hình thành được các căn và các thức. Còn như có bốn đại và bốn đại tạo sắc mà chẳng có sự hòa hợp thì cũng chẳng có thể hình thành được các căn và các thức được. Người tuy đã có tín căn mà chưa thanh tịnh thì chưa thành tựu được tín lực. Trái lại, Bồ Tát tín các pháp đều chẳng có sanh, chẳng có diệt, đều như như thanh tịnh như hư không. Khi Bồ Tát tín như vậy thì nói năng đều đoạn, tâm hành đều diệt, nên tín căn mới chuyển thành tín lực vậy. Được như vậy rồi mới thường tinh tấn, chẳng còn thối chuyển, khiến các bất thiện pháp chẳng còn sanh nữa. Cho nên nói, năm lực nhiếp thật tướng các pháp là vậy đó. Do tín căn chuyển thành tín lực mà tín tâm được thanh tịnh kiên cố, khiến các bất thiện pháp chẳng còn sanh nữa. Do tấn căn chuyển thành tấn lực mà thường tinh tấn, chẳng thối chuyển trên đường hành đạo. Do niệm căn chuyển thành niệm lực, chỉ nhiếp các thiện pháp, khiến các bất thiện pháp không xâm nhập vào được. Do định căn chuyển thành định lực, khiến các căn không còn tán loạn, không còn đắm trước năm dục, chỉ hướng về thật tướng pháp. Do huệ căn chuyển thành huệ lực mà trí huệ tăng trưởng, chẳng có gì phá hoại được nữa, nên vào được thật tướng pháp. Khi năm căn đã trưởng thành chuyển thành năng lực rồi thì Bồ Tát y nơi ý căn mà vào Bồ Tát vị được vô sanh pháp nhẫn, như vậy gọi là được vị tri dục tri căn. Khi được vô sanh pháp nhẫn rồi, chú bất thối chuyển địa được thọ ký đầy đủ 10 địa dẫn đến tọa đạo tràng để kim cang tam muội, trong khoảng thời gian đó gọi là được tri căn. Lúc bấy giờ là đã đoạn giải các tập khí phiền não. Khi được vô thượng bồ đề, được trí huệ đầy đủ và được nơi thật tướng các pháp thì mới gọi là được dĩ tri căn. Hết quyển 23. Luận đại trí độ, quyển 24. Phẩm thứ nhất, tiếp theo. Thập lực, mười lực. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn biết các công đức của Phật như mười Phật lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận: Hỏi, mười Phật lực và là pháp vô thượng của chư Phật lẽ ra phải nói trước, này vì sao lại nói mười Phật lực sau các pháp khác? Đáp: Trước đây đã nói đến sáu pháp ba la mật là pháp của Bồ Tát, và cũng có nói đến 37 phẩm trợ đạo là pháp của Thanh Văn, Bồ Tát phải học đầy đủ các pháp ấy. Vì hàng Thanh Văn chỉ cầu giải thoát cho riêng mình, ít làm việc lợi ích cho chúng sanh, nên Phật dạy Bồ Tát phải học đầy đủ 37 phẩm trợ đạo để làm pháp phương tiện độ sanh. Tuy Bồ Tát học đủ 37 phẩm trợ đạo mà vẫn vô đắc, vì chúng sanh hành tà hạnh nên Bồ Tát phải hành chánh hạnh mà chẳng chứng niết bàn. Nếu Bồ Tát chẳng có học các pháp của Thanh Văn mà chỉ chê trách thì chúng sanh sẽ chẳng tín thọ. Ví như nếu bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không tu 6 năm khổ hạnh mà chê trách pháp khổ hạnh là phi đạo thì người đời sẽ chẳng tín thọ, do vì Phật đã tu khổ hạnh hơn người, nên những lời phê phán của Phật về pháp môn khổ hạnh là đúng, là chánh lý, được người đời tin theo.
Bồ Tát tu đầy đủ các hạnh Bồ Tát và các hạnh Thanh Văn quán triệt tất cả mà chẳng thủ chứng, như vậy mới thật đầy đủ Phật pháp, mới thật đầy đủ các pháp phương tiện để hóa độ hết thảy chúng sanh, như bài kệ sau đây: ai cũng đều sợ roi, ai cũng tiếc thân mạng, nếu lấy roi dạy người chứ có làm hại họ. Bồ Tát không bỏ chúng sanh, nên vì chúng sanh mà tu tập hết thảy các pháp môn. Tuy nhiên, vì Bồ Tát đã được trí không nên hành pháp thanh văn mà chẳng có thủ chứng pháp thanh văn. Bồ Tát dùng các pháp thanh văn uyển chuyển hòa hợp các pháp ấy để làm lợi ích cho chúng sanh mà chẳng đọa về thanh văn địa. Hỏi: đi theo 6 pháp ba la mật để tu các pháp dẫn đến ba vô lậu căn là quá đầy đủ rồi, nay vì sao còn nói phải tu tập bát nhã ba la mật nữa? Đáp: pháp của thanh văn có hạn lượng nên là chưa đầy đủ vậy. Bồ Tát muốn được các pháp thậm thâm vi diệu phải tu tập bát nhã ba la mật. Lại nữa, pháp thanh văn dễ giải dễ biết, còn pháp của Bồ Tát, của Phật khó giải khó biết nên phải học nhiều, tư duy sâu mới có thể giải, có thể biết được vậy. Lại nữa, thanh văn chỉ tự lợi, tìm giải thoát cho riêng mình, chỉ cầu được biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo, nên hàng thanh văn chỉ quen chữa hai bệnh khổ và tập bằng hai loại thuốc diệt và đạo. Còn Bồ Tát vì lợi tha, phát nguyện thành vị đại lương y để chữa hết thảy bệnh của chúng sanh. Bởi vậy, bởi nhân duyên vậy, nên Bồ Tát phải tu học hết thảy các pháp của cả ba thừa và phải tự trang bị 10 Phật lực vậy. Hỏi: 10 Phật lực gồm những gì và ý nghĩa ra sao? Đáp: đây là 10 lực trí huệ mà Phật dùng để độ chúng sanh. 10 Phật lực gồm: một, thị xứ phi xứ trí lực. Do lực này mà biết rõ các sự lý hoặc đúng hoặc không đúng, biết rõ việc tốt có quả tốt, việc xấu có quả xấu, biết rõ chúng sanh nào độ được, chúng sanh nào không độ được. 2. Nghiệp báo trí lực. Do lực này mà biết rõ các nhân duyên nghiệp báo của từng chúng sanh trong cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, biết rõ chúng sanh tạo nghiệp gì thì sẽ phải thọ quả báo gì. 3. Thiền giải thoát tam muội trí lực. Do lực này mà biết rõ chúng sanh vào thiền định tam muội nào, biết rõ trong lúc tham thiền đã tư duy như thế nào, cấu hay tịnh, hay đã được nhất thiết trí chưa, biết rõ chúng sanh có đắm vị thiền hay không đắm vị thiền. 4. Thượng hạ căn trí lực. Do lực này mà biết rõ căn cơ của từng chúng sanh nào lợi căn, chúng sanh nào độ căn. 5. Trùng trùng dục trí lực. Do lực này mà biết rõ chúng sanh ham muốn gì, biết rõ năm thứ dục lạc của chúng sanh, biết rõ các thiện dục của chúng sanh. 6. Trùng trùng tánh trí lực. Do lực này mà biết rõ tánh đức của từng chúng sanh, biết rõ chúng sanh hướng tâm về đâu. 7. Đạo trí lực. Do lực này mà biết rõ tầm mức hiểu đạo của từng chúng sanh. 8. Túc mạng trí lực. Do lực này mà biết rõ đời trước của từng chúng sanh, từ một đời hai đời dẫn đến 100 đời, 1000 đời. 9. Sanh tử trí lực. Do lực này mà biết rõ từng chúng sanh thành tựu các nghiệp thiện hay nghiệp ác như thế nào và khi mạng chung sẽ đi đến cảnh giới nào trên đường sanh tử. Phật có Phật nhãn thanh tịnh hơn thiên nhãn của hết thảy hàng chư thiên nên biết rõ hơn hết thảy các hàng trời người. 10. Lậu tận trí lực. Do lực này mà biết rõ chúng sanh nào đã đoạn tận các tập khí, đã được vô lậu tâm giải thoát, vô lậu trí giải thoát, đã tự biết mình chẳng còn sanh lại nữa. Hỏi: 10 Phật lực là pháp tu của Phật và Bồ Tát, hàng thanh văn chưa tu được, như vậy nêu ra đây có ích gì? Đáp: hàng thanh văn tuy chưa tu được nhưng nói đến 10 lực cũng ra nhiều công đức, còn Bồ Tát khi nói đến nền tinh tấn tu hành cho được đầy đủ. Lại nữa, thanh văn cũng như Bồ Tát niệm 10 Phật lực mới thấy rõ công đức của Phật. Phật có tri kiến vô ngại, có đại từ đại bi nên được gọi là đấng cứu thế. Phật được Phật đạo thành tựu viên mãn 10 lực, 4 vô sở úy, 4 vô lượng tâm, đã được thậm thâm trí huệ nên công đức của Phật mênh mông như biển cả. Phật đã thành tựu viên mãn pháp giải thoát tối thượng nên được gọi là Thế Tôn. Bởi nhân duyên vậy nên thanh văn và Bồ Tát niệm Phật 10 lực có được vô lượng công đức. Hỏi: vì sao nói Bồ Tát muốn được 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi phải tu tập bát nhã ba la mật? Đáp: khi Phật ở thành Vương Xá trên núi Kỳ Xà Quật, có đủ 4 bộ chúng, có cả hàng ngoại đạo, có thiền long quỷ thần cùng với đại chúng ở khắp nơi tập hội, Phật đã nhập vào tam muội vương tam muội. Lúc bấy giờ có đại quang minh chiếu khắp hàng xa thế giới, có 6 điệu chấn động làm rung chuyển cả đại địa. Nhiều người nghĩ Phật dùng thần lực làm rung chuyển thế giới chăng? Phải biết tâm chúng sanh có chỗ nghi nên dạy rằng: ta có pháp trí lực, ta dùng 10 trí lực làm rung cảm cả thế giới.
Người nào muốn được trí huệ như ta thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Rồi Phật dạy tiếp, có một số đệ tử của ta tin theo ngoại đạo, nghĩ là ta đã dùng huyễn thuật để mê hoặc nhân tâm. Này ta muốn phá trừ nghi cho họ nên mới dùng 10 trí lực, 4 vô sở úy để độ chúng sanh. Lại nữa, vì ta thấy các Bồ Tát tu khổ hạnh mệt mỏi, nên ta muốn dạy cho họ hành trí lực để được vô lượng công đức. Ví như người chủ đoàn buôn khuyến dụ những người dưới quyền chớ nên giải đãi, phải siêng năng tinh tấn để chóng đến đích, chóng thu nhặt được nhiều vật quý báu. Cũng như vậy, Phật muốn khuyến dụ các Bồ Tát tinh tấn tu tập 10 Phật lực để được vô lượng đạo quả. Hỏi trí lực của Phật vô lượng, vì sao chỉ nói có 10 lực thôi? Đáp, chư Phật có vô lượng trí lực, thế nhưng chỉ cần 10 lực này cũng đủ để độ chúng sanh rồi. Sau đây rộng rãi về 10 Phật lực. Lực thứ nhất, thị xứ phi xứ trí lực. Hỏi, thế nào gọi là thị xứ phi xứ trí lực? Đáp, Phật biết rõ các nhân duyên quả báo. Kinh Đại Tánh nêu thí dụ, như nói người nữ làm được chuyển luân thánh vương, như vậy là phi xứ. Vì sao? Vì người nữ chẳng có tự tại nên chẳng có thể làm được chuyển luân thánh vương, chẳng thể làm Phật. Nếu người nữ được giải thoát vào niết bàn thì cũng phải chuyển thành thân nam mới được đạo. Như nói hai vị chuyển luân thánh vương ra đời cùng một lần, nói như vậy là phi xứ. Vì sao? Vì chuyển luân thánh vương ra đời chẳng phải do ác nghiệp mà do sự thành tựu phước báo. Như nói người tạo ác nghiệp mà không thọ nghiệp báo, như vậy cũng là phi xứ. Vì sao? Vì người ấy chẳng có thể sanh lên cõi trời và cũng chẳng có thể vào niết bàn an lạc. Như nói người tâm tán loạn được vào niết bàn, như vậy cũng là phi xứ. Trái lại, như nói người tu hành thanh tịnh không bị vô minh che tâm được vào Phật đạo, như vậy là thị xứ. Sau đây là một số thí dụ trích dẫn từ Kinh Đại Tánh. Người khinh miệt pháp sư, người phá giới, người ngu si mà vào được đạo là phi xứ. Người có giác có quán mà tăng ích được các căn cũng là phi xứ. Phật biết rõ thị xứ và phi xứ, biết rõ người nào đáng độ, người nào không đáng độ. Ví như có người thuộc hạng Thủ Đà La đáng được độ mà Ngài Xá Lợi Phất không biết đến nhưng lại được Phật độ vậy. Lực thứ hai, nghiệp báo trí lực. Hỏi, thế nào gọi là nghiệp báo trí lực? Đáp, Phật biết rõ nghiệp báo của từng chúng sanh trong cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Phật biết rõ ở trong tâm của mỗi chúng sanh có các nghiệp, báo thiện, bất thiện và vô ký, biết rõ chúng sanh thọ nghiệp hay không thọ nghiệp, thọ hậu báo hay thọ sanh báo, hết thảy các nhân duyên nghiệp báo, tịnh hay nhiễm của hết thảy chúng sanh, Phật đều biết rõ. Ví như Phật biết rõ có vị trời đang hưởng phước lạc, mà do tội nghiệp thâm trọng sẽ phải đọa vào địa ngục. Biết rõ trì lưu ly thiên vương giết hại 72.000 đạo sĩ. Biết rõ ngài Bộc Kiền Liên tuy có đại thần thông mà chẳng tự cứu mạng được. Biết rõ bà mẹ của bà Câu La tự gieo mình vào lửa, tự trầm mình xuống nước mà vẫn không chết. Lại cũng tự biết rõ có những nước mà chính bản thân Phật đi đến khất thực cũng không được cúng dường. Lại nữa, Phật cũng biết rõ chẳng phải chỉ có dục mới có ba thứ thọ nghiệp báo, mà ở những cõi đầy lạc thú cũng vẫn bị khổ. Phật cũng biết rõ có người tuy ở nơi đầy lạc thú mà tâm vẫn tự tại, chẳng có thọ khổ, chẳng có thọ lạc như trường hợp vua Phất Ca La, có đầy đủ phước duyên hóa hiện ra cả ngàn đóa sen ngàn cánh màu vàng, lớn bằng bánh xe khiến những người đến cầu đạo đều xuất gia, đều viên thành đạo quả. Lại nữa, Phật cũng biết rõ chúng sanh tạo nghiệp ở đâu, trong ba cõi tạo nghiệp, ở cõi trời, ở cõi người. Nếu ở cõi Diêm Phù Đà thì Phật biết rõ chúng sanh tạo nghiệp ở nước nào, ở thành nào, ở tụ lạc nào, đầu đầu Phật cũng đều biết rõ cả. Lại nữa, Phật cũng biết rõ nhân duyên nghiệp báo của từng chúng sanh trong quá khứ, từ một đời, hai đời cho đến 100 đời, 1.000 đời. Lại nữa, Phật cũng biết rõ các thiện nghiệp và bất thiện nghiệp của từng chúng sanh. Ví như biết rõ có người sẽ chết vì bị tra tấn đâm chém, sẽ chết vì bị đầu độc hay vì tự sát. Biết rõ người nào có hành bố thí những tài vật gì, bố thí cho ai, bố thí ở đâu. Biết rõ người nào thọ giới, hoặc tự nhiên giữ giới, hoặc tâm sanh giới, hoặc khuyết giới, hoặc sanh nhất hạnh giới, hoặc thiểu phần giới, hoặc cụ túc giới, hoặc thiện đạo giới, vân vân. Lại nữa, Phật cũng biết rõ chúng sanh nào có đầy đủ nhân duyên để được quả báo. Ví như hạt giống, khi đã hội đủ các nhân duyên đất, phân, nước, vân vân, thì sẽ nảy mầm sanh cây vậy. Chúng sanh do nghiệp báo dẫn dắt mà phải qua lại trong 6 đường, thọ thân các loài, chẩm luân mãi trong biển sanh tử. Nghiệp tâm như nhà họa sĩ vẽ ra biết bao nhiêu hình tượng khác nhau. Người tu chánh hạnh tạo thiện nghiệp thì sẽ được quả báo tốt.
Người tu tà hạnh tạo nghiệp ác thì sẽ phải thọ quả báo xấu. Trong kinh phân biệt nghiệp, Phật bảo ngài A Nan: Này A Nan, cũng có người làm ác mà sanh vào xứ này, cũng có người làm thiện lại phải sanh vào xứ ác. Ngài A Nan hỏi: Bạch Thế Tôn, sao lại có sự việc như vậy? Phật dạy: Người ở đời nay làm việc ác mà tội nghiệp quả báo ấy chưa chín, còn ở đời trước làm thiện mà phước nghiệp quả báo đã chín rồi. Nên tuy đời này làm ác mà được hưởng quả báo của đời trước, được dẫn sanh vào xứ lành vậy. Trái lại, người ở đời nay làm việc thiện mà phước quả báo ấy chưa chín, còn ở đời trước làm việc ác mà tội nghiệp của quả báo ấy đã chín muồi. Nên tuy đời nay làm thiện mà phải thọ tội quả báo của đời trước, khiến phải sanh vào xứ ác vậy. Lại có người thường làm việc ác mà khi gần chết chuyển tâm ác thành thiện, cũng được sanh về cõi lành. Ngài A Nan hỏi: Bạch Thế Tôn, nghiệp quả chín rồi và nghiệp quả chưa chín thì đúng là như vậy, nhưng người gần chết chỉ chuyển tâm ác thành thiện trong một thời gian quá ngắn ngủi thì làm sao chuyển nghiệp dễ dàng hơn người tu trọn đời như vậy được? Phật đáp: Khi gần chết, sức tâm rất mãnh liệt như ngọn lửa rất nhỏ có thể gây đám cháy lớn, như một ít chất độc có thể gây chết chóc vậy. Người gần chết có sức tâm rõ mãnh hơn người tu cả trăm năm. Tối hậu tâm là đại tâm, nên khi xả thân là xả nghiệp vậy. Ví như khi thế trận đang lâm nguy mà có người rõ mãnh chẳng tiếc thân mạng xông vào cứu nguy thì có thể chuyển bại thành thắng vậy. Có người ngay trước khi xả thân mạng hoát nhiên đốn ngộ được quả A-la-hán. Trên đây là nêu rõ những ví dụ về tội nghiệp báo, phước nghiệp báo và chuyển nghiệp báo. Hàng thành văn chỉ biết các ác nghiệp báo và thiện nghiệp báo mà thôi. Chỉ có Phật mới biết rõ nghiệp báo của vô lượng chúng sanh một cách rốt ráo vô ngại. Lực thứ ba, thiền giải thoát tam muội trí lực. Hỏi: Thế nào là thiền giải thoát tam muội trí lực? Đáp: Phật dùng trí huệ phân biệt tâm chúng sanh vào trong các thiền định có cấu có tịnh. Các thiền như bốn thiền hữu lậu và vô lậu, tám giải thoát, thiền ba la mật, tức là tám giải thoát thiền tam muội đều gọi là thiền định. Người vào thiền định phải định tâm, không để tâm tán loạn, không sanh ái kiến, không để cho phiền não trói buộc mới gọi là được chân thiền định. Phật phân biệt rõ người vào thiền định mà còn khởi vi tế phiền não ngay trong chân như, hoặc còn phân biệt các danh từ ở ngay trong định, hoặc đã được định tâm, hoặc chưa được định tâm, hoặc thường hành thiền, hoặc không thường hành thiền. Phật biết rõ từng trường hợp như vậy, nhằm chuyển hóa hoặc đối trị thích hợp với từng đối tượng. Ví như đối với người còn nhiều sân nhuế thì lấy tâm từ để đối trị. Đối với người còn tham đắm dục lạc thì dạy pháp bất tỉnh quán để đối trị. Đối với người ngu si thì dạy cách tư duy. Đối với người trầm một thì lấy thiện dục tâm mà đối trị. Người vào định phải nên phân biệt như vậy. Ví như ở một nơi nào đó khi đang vào thiền mà sanh tâm mệt mỏi thì phải quán ngay rằng: Nay ta chưa được thiền mà sanh tâm mệt mỏi, ta phải tinh tấn hơn nhiều nữa mới được thiền. Phật cũng biết có người dễ nhập định, dễ xuất định, có người khó nhập định, khó xuất định. Phật biết rõ người khó xuất nhập thiền định là người thất định, cần phải làm cho họ sanh thiện dục tâm, say mê thiền định mới có thể giúp họ vào thiền định dễ dàng hơn. Rồi sau đó họ sẽ dần dần được định tâm bền vững, dẫn đến chứng được đạo quả. Chỉ có Phật mới được thậm thâm thiền giải thoát tam muội trí lực mà thôi. Lực thứ tư, thượng hạ căn trí lực. Hỏi: Thế nào gọi là thượng hạ căn trí lực? Đáp: Phật biết rõ chúng sanh độn căn độn trí hoặc lợi căn lợi trí. Độn căn độn trí thì gọi là hạ, lợi căn lợi trí thì gọi là thượng. Phật dùng trí lực này để phân biệt rõ người nào vào sơ thiền, người nào không vào được, người nào vào được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, người nào không vào được, người nào vào được diệt tận định, người nào không vào được, người nào chứng được đạo quả, được giải thoát, vân vân. Phật tùy theo căn trí của chúng sanh mà chọn lựa pháp tu thích hợp để dạy cho họ. Có người Phật dạy theo hạnh thanh văn, có người Phật dạy tu hạnh Bồ Tát, có người Phật dùng lời lẽ ngọt ngào, có người Phật dùng lời lẽ cứng rắn. Nói tóm lại, tùy theo căn trí của chúng sanh mà Phật dùng các phương tiện thiện xảo thích hợp, miễn sao khiến họ sanh được tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn, để rồi dần dần có được chánh trí. Phật biết rõ có người rất lợi căn mà lại bị các kiết sử che tâm, như ông Ương Quần Lê Ma La. Có người vừa lợi căn lại vừa không bị các kiết sử che tâm, như ngài Mục Kiến Liên, ngài Xá Lợi Phất. Có người tuy độn căn mà không bị các kiết sử che tâm, như ngài Châu Lợi, Bàn Đà, vân vân. Đối với hạng người độn căn thì Phật dạy cho họ kiến đế,
khiến họ đoạn được độn căn. Đối với người lại căn mà có nhiều kiết sử thì Phật dạy họ tư duy, khiến các kiết sử dần dần được đoạn trừ. Lại nữa, phải biết rõ có người tuy có triền phược nhưng nhờ có sức tinh tấn tu hành mà có thể được giải thoát, như ông Ương Quẩn Lê trước muốn hại Phật hại mẹ mà về sau lại được giải thoát. Có người tuy tu ly dục mà bị phiền trược khiến có thể bị lụt đọa, như có một vị tỳ kheo đã được tứ thiền mà sanh tâm tăng thượng mạn nên bị đọa vào địa ngục. Có người sa vào ác đạo rồi rất khó thoát ra. Có người chỉ thọ khổ ở địa ngục trong một thời gian ngắn rồi được thoát khổ sanh lên cõi trên. Chỉ có Phật mới biết rõ căn trí của hết thảy chúng sanh như vậy. Lực thứ 5, trùng trùng dục trí lực. Hỏi: thế nào gọi là trùng trùng dục trí lực? Đáp: phải biết rõ dục tâm của chúng sanh, biết chúng sanh ham muốn gì, biết rõ những chúng sanh đắm chấp dục lạc, cũng như biết rõ những chúng sanh ham thích thiện dục. Dục tâm của mỗi chúng sanh mỗi khác, phải biết rõ tất cả. Ví như Ngài Phật biết rõ Ngài Xá Lợi Phất thích trí huệ, Ngài A Nan thích đa văn, Ngài Maha Ca Diếp thích tu hạnh đầu đà và hạnh viễn ly, Bà Đà Bát Đà La thích tu hạnh bố thí, Ngài La Hầu La thích tu chỉ giới, ông Đề Bà Đạt Đa ham mê tài lợi và danh vọng thế gian, ông Nan Đà đắm chấp dục lạc, vân vân. Như vậy, ngay trong chúng đệ tử của Phật, dục tâm của mỗi vị mỗi sai khác, Phật đều biết rõ cả. Phàm phu thường bị ba độc tham sân si che tâm mà gây ra biết bao tội lỗi. Bởi vậy nên Phật dạy các đệ tử phải biết rõ các tướng của ba độc nơi chúng sanh để chọn các pháp phương tiện thích nghi nhằm hóa độ họ. Ví như đối với người nhiều sân nhuế thì dùng từ tâm để đối trị. Đối với người nhiều dâm dục thì dạy họ quán bất tịnh. Đối với người ngu si thì dạy họ quán pháp duyên khởi. Như vậy, phải tùy theo dục tâm của mỗi người mà nói pháp. Lực thứ 6, trùng trùng tánh trí lực. Hỏi: thế nào gọi là trùng trùng tánh trí lực? Đáp: Phật phân biệt rõ tánh đức của chúng sanh mỗi mỗi sai khác nhau. Sở dĩ mỗi mỗi chúng sanh có căn tánh riêng vì đã chứa nhóm các tập quán khác nhau. Lâu ngày, các tập quán ấy trở thành căn tánh, trở thành dục tâm riêng. Rồi mỗi chúng sanh theo căn tánh riêng của mình mà hành động. Phật biết rõ căn tánh của từng chúng sanh, biết rõ chúng sanh có thiện căn hoặc ác căn, biết rõ chúng sanh nào độ được, chúng sanh nào không thể độ được. Phật cũng biết rõ ở nơi mỗi chúng sanh có sự liên hệ mật thiết giữa các kiến chấp trong hiện tại với sự hình thành các kiết sử và nhiễm dục tâm trong tương lai. Tuy này dục tâm chưa sanh mà Phật đã thấy trước chiều hướng sanh khởi của dục tâm nuôi mỗi chúng sanh, dẫn đến thấy trước quả báo mà mỗi chúng sanh sẽ phải thọ. Do vậy, Phật biết rõ chúng sanh nào độ được, chúng sanh nào không độ được, biết rõ chúng sanh nào có thể độ được ngay ở đời này hoặc đời sau mới độ được, hoặc phải chịu cảnh mù lòa mới độ được, hoặc chỉ có Phật mới độ được, hoặc chỉ có Bồ Tát mới độ được, hoặc chỉ có Thanh Văn mới độ được, hoặc chỉ cần nói ít đã có thể độ được, hoặc phải tán thán mới độ được, hoặc phải chế phục mới độ được, hoặc có sự tiếp sức mới độ được, hoặc nghe pháp xong phải đợi thời gian suy nghĩ mới độ được, hoặc phải dùng lời ngọt ngào mới độ được, hoặc phải dùng lời cứng rắn mới độ được, hoặc phải vạch rõ sự phân biệt giữa tà kiến và chánh kiến mới khiến tự độ được. Lại nữa, phải biết rõ trong chúng sanh có người chấp có người chấp không, có người chấp thường, có người chấp đoạn, có người nhiều tà chấp, có người thích vắng lặng, có người thích náo nhiệt, có người ham ăn uống, có người ham vui chơi, có người quý thiền định, có người quý trì giới, có người quý trí huệ. Phải biết rõ căn tánh riêng của từng chúng sanh mới có thể dẫn dắt họ vào đạo được. Lại nữa, phải biết rõ trong chúng sanh có người sợ sanh tử, có người không sợ sanh tử, có người phiền não nặng nề, có người phiền não nhẹ mỏng, có người thích nghiên cứu thâm sâu, có người chỉ ham nghe những pháp dễ hiểu, có người biết 12 nhập, có người biết 18 giới, có người biết 12 nhân duyên, có người biết thánh đế, vân vân. Hết thảy căn tánh sai khác của chúng sanh Phật đều thấy, đều biết rõ, nên chỉ có Phật mới có được trùng trùng tánh trí lực vô ngại mà thôi. Lực thứ 7, đạo trí lực. Hỏi: thế nào gọi là đạo trí lực? Đáp: Phật biết rõ tầm mức hiểu đạo của từng chúng sanh, biết rõ các lối hiểu đạo của thế gian và xuất thế gian. Có người nói nghiệp tức là đạo, vì theo họ chúng sanh do duyên nghiệp mà được dẫn sanh vào trong năm đạo. Có người nói có nghiệp mà đoạn được nghiệp là vào được ba thừa thánh đạo, là được vô lậu tư duy. Có người nói năm trí tam muội, năm phần pháp thân là đạo. Có người nói trú ở nơi hết thảy xứ để làm lợi ích cho chúng sanh là đạo. Có người nói bốn thiền là chỗ trí đạo, vì theo họ
thì vào được bốn thiền khiến tâm chẳng còn bị loạn động. Có người nói thân niệm xứ là chỗ trí đạo vì là gốc của hết thảy các lợi ích. Có người nói vô lậu đạo mới là thánh đạo, có người nói thiện ác đều nhiếp vào trong thánh đạo cả, vân vân. Kinh Mào Thọ nói, Phật tránh biến tri, minh liễu lý đạo hơn hết, như vậy chỉ có Phật mới có thậm thâm đạo trí lực mà thôi. Được thứ 8, túc mạng trí lực. Hỏi, thế nào gọi là túc mạng trí lực? Đáp, túc mạng trí lực là trí huệ lực, biết rõ các việc ở đời trước của mình và của người. Túc mạng trí lực phải hội đủ cả ba nghĩa, đó là thông, minh, lực. Phàm phu chỉ có thông thì thông suốt được chỗ mình mong muốn theo trí thế gian. Thành văn có cả thông và minh, có vô lậu huệ, biết rõ nghiệp nhân duyên. Chỉ có Phật mới đầy đủ cả thông, minh và lực. Thành văn rồi biết được các nghiệp nhân duyên nên có cả thông lẫn minh, phải tu đến để bát địa vào được kiến đạo mới có được một phần túc mạng trí lực. Bởi nhân duyên vậy nên có thuyết nói rằng thông biến thành minh khiến có thể thấy được căn bản trí, từ đó dẫn sanh túc mạng trí. Lại có thuyết nói do biết tập khí nhân duyên nên thông biến thành minh. Hỏi, Phật khi còn là Bồ Tát được ly dục rồi, được vô sở hữu xứ rồi, sau đó mới vào được thánh đạo. Như vậy vì sao lại nói trong đêm thành đạo Phật ban đầu được sơ minh? Đáp, Phật vì chúng sanh mà nói trong đêm thành đạo, lúc ban đầu ta được sơ minh. Ví như con vua khi chưa lên ngôi thì gọi là vương tử. Khi đã lên ngôi rồi, nhà vua vẫn nói với thần dân rằng lúc ban đầu sanh ra ta là vương tử. Phật cũng như vậy, tuy thông đã chuyển thành minh trước đó rồi, nhưng khi được túc mạng minh, Phật nói như vậy cũng chẳng có gì sai cả. Hỏi thông và minh khác nhau như thế nào? Đáp, thông là biết được túc mạng của mình và của người trong quá khứ. Minh là biết được hạnh nghiệp nhân duyên của mình và của người trong quá khứ. Thông là biết được việc sanh chỗ này chỗ kia của mình và của người. Minh là biết được các hạnh nghiệp nhân duyên dung hợp của mình và của người. Phật dùng túc mạng minh biết rõ quá khứ của mình và biết rõ quá khứ của từng chúng sanh trong vô lượng kiếp về trước. Chỉ có Phật mới có đầy đủ túc mạng trí lực. Lực thứ 9, sanh tử trí lực. Hỏi, thế nào gọi là sanh tử trí lực? Đáp, Phật dùng Phật nhãn thấy chúng sanh trong vô lượng thế giới thành tựu các nghiệp thiện ác như thế nào, và khi mạng chung sẽ bị các nghiệp lực dẫn sanh ở cảnh giới nào trong các đường sanh tử, chúng sanh sanh ở đâu, chết ở đâu, Phật đều biết rõ cả. Với thiền nhãn cũng thấy được chỗ sanh chỗ chết của chúng sanh, nhưng chỉ hạn chế trong một phạm vi nhỏ hẹp. Ví như phạm thiền chỉ thấy trong phạm vi về phạm thế giới. Trái lại với Phật nhãn, Phật thấy được chúng sanh trong vô lượng thế giới. Lại nữa, thiền nhãn chỉ có thông mà chưa có được minh, còn Phật nhãn có đầy đủ cả thông lẫn minh. Như vậy chỉ có Phật mới đầy đủ sanh tử trí lực. Lực thứ 10, lậu tận trí lực. Hỏi, thế nào gọi là lậu tận trí lực? Đáp, Phật biết rõ tự mình đã tận đoạn các tạp khí, đã được vô lậu tâm giải thoát, vô lậu trí giải thoát, vĩnh viễn chẳng còn sanh lại nữa. Phật cũng biết rõ những chúng sanh nào đã tận đoạn được các tạp khí, đã được vô lậu tâm giải thoát, vô lậu trí giải thoát, vĩnh viễn chẳng còn sanh lại nữa. Thành văn chỉ có tư duy đoạn kiết sử. Trái lại, Phật là bậc nhất thiết trí, nên ở nhất tâm đoạn sạch hết thảy các chướng, cũng ở nơi nhất tâm được hết thảy các pháp. Phật lại dùng trí huệ đoạn hết thảy phiền não cho chính mình và cho chúng sanh. Trong kinh Tịnh Thuyết có nói, Phật vì chúng sanh phân biệt 98 sử và 196 triền. Chỉ có Phật mới biết rốt ráo như vậy. Phật dạy chúng sanh tu khổ pháp trí, khổ tưởng trí, để đoạn các kiết sử dẫn đến đạo tưởng. Như vậy chỉ có Phật mới đầy đủ lậu tận trí lực. Hỏi, vì sao nói 10 lực là tối thắng? Đáp, người có được một trí lực là có thể dung nhiếp được cả 10 trí lực. Nhưng chỉ có người được lậu tận trí lực mới vào được niết bàn. Bởi vậy nên nói 10 trí lực đều là vô ngại giải thoát. Hỏi, chỉ riêng Phật mới có 10 trí lực, như vậy các đệ tử của Phật làm sao mà có được? Đáp, vì muốn đoạn nghi cho người vô trí, vì muốn họ sanh tín tâm thanh tịnh nên nói chỉ có Phật mới 10, mới có 10 lực, 4 vô sở úy, mới là bậc có đầy đủ uy đức, an lập đại chúng, giáo hóa chúng sanh, hàng ngoại đạo dẫn đến chư thiên, chẳng ai có được như vậy. Hỏi, người đời còn không tự tán thán, như vậy vì sao Phật lại tán thán 10 Phật lực? Đáp, tự khen tự chê đều chẳng nên làm như bài kệ thuyết. Tự khen và tự chê, khen người cũng chê người. Cả bốn việc như vậy, người trí chẳng nên làm.
Phật chẳng còn chấp ngã, nhưng vì muốn độ chúng sanh mà nói ra 10 Phật lực. Đây là vì thương xót chúng sanh, chẳng phải tự tán thán vậy. Ví như trước cảnh con buôn gian xảo, phỉnh gạt khách hàng. Người có lương tri mạnh dạn nói nên lời chân thật để khách hàng khỏi bị lừa gạt. Ví như người thầy thuốc thương xót người bệnh nặng, mà cho uống toàn thuốc tốt để người bệnh mau được bình phục. Phật vì lợi ích chúng sanh mà nói ra 10 Phật lực, chẳng phải vì tự tán thán hay vì danh vọng vậy. Ví như ánh sáng mặt trời sẽ tan màn đêm u ám, sưởi ấm muôn loài, khử trừ các khí độc, đem lại bầu trời trong sáng, an lành và vui tươi. 10 Phật lực có công năng phá tan mê ám của chúng sanh, tăng ích trí tuệ, dẹp sạch tà giáo, nên Phật đã vì hàng thanh văn nói ra ý nghĩa của 10 lực. Phật có đầy đủ 10 Phật lực nên mới có thể vì đại chúng, trời, người, quỷ thần nói pháp vậy. Phật là đấng tối tôn tối trọng vì hết thảy chúng sanh tu hết thảy các pháp, nên tự nói ra các pháp mà chẳng có sợ hãi. Phật trong nhiều đời nhiều kiếp thường sanh trong nhà quyền quý vương giả nên chẳng có sợ hãi. Chỉ những người ở các nước nhỏ thường bị đe dọa xâm lăng mới hay sợ hãi. Còn Phật sanh ở nước Ca Tỳ La Vệ giàu mạnh nên chẳng có sợ hãi. Chỉ những người sắc diện khô cằn mới hay có mặc cảm hay sợ hãi. Còn Phật diện mạo oai nghiêm tuấn tú nên chẳng có sợ hãi. Chỉ những người nói năng vụng vẻ ngang ngược mới hay sợ hãi. Còn Phật nói ra lời chân thật không mau không chậm, nghĩa lý phân minh khúc chiết thanh cao, ly dụng công nhiễm trước vô ngại giải thoát, nên khi dẫn luận khi thuyết pháp Phật chẳng có chút sợ hãi. Người nghe Phật nói trừ được ngu si ác muội, tăng thêm trí huệ nên hoan hỷ tín thọ, muốn được nghe mãi chẳng có nhàm chán, lại trừ được mê lầm tội lỗi nên được thanh tịnh an ổn. Phật tùy đối tượng chúng sanh dùng đủ các thứ thí dụ, đủ các nhân duyên để khai thị đạo giải thoát, các luận nghị thế gian đều chẳng có thể sánh kịp. Bởi vậy nên trong bất cứ tình huống nào Phật cũng chẳng hề có sợ hãi. Do Phật có đầy đủ 10 Phật lực nên được đầy đủ vô sở ý vậy. Hết quyển 24. Luận Đại Trí Độ, quyển 25. Phẩm thứ nhất, tiếp theo, 4 vô sở ý, 4 vô ngại trí. 4 vô sở ý. Phật nói ra 4 vô sở ý là 4 đức không sợ hãi, đó là 1. Nhất thiết trí vô sở ý. Phật nói ta là bậc nhất thiết trí cho nên ta được an ổn, được vô sở ý. 2. Lậu tận vô sở ý. Phật nói ta đã tận hết thảy các lậu cho nên ta được an ổn, được vô sở ý. 3. Thuyết chứng đạo vô sở ý. Phật nói ta đã được như thật pháp, khiến các chướng pháp chẳng có thể làm chướng ngại đạo của ta cho nên ta được an ổn, được vô sở ý. 4. Thuyết thánh đạo vô sở ý. Phật nói ta có thánh đạo vượt ra khỏi thế gian, khiến những người hành đạo của ta được thoát khỏi các khổ cho nên ta được an ổn, được vô sở ý. Hỏi vì sao Phật nói ra 4 vô sở ý? Đáp vì Phật đã tự xưng là vô sở ý nên nói ra 4 vô sở ý để đoạn nghi cho chúng sanh. Phật đã tu khổ hạnh cùng với các ngoại đạo trong suốt 6 năm dài mà vẫn chẳng thấy được trí huệ nên đã rời bỏ rừng già, tự đi tìm lý giải thoát. Sau khi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, Phật có được đại trí huệ quang minh, chế phục được các tà giáo ngoại đạo. Hàng ngoại đạo uất hận, phỉ báng Phật, tìm mọi cách để triệt hạ oai đức của Phật. Họ còn vu oan giá họa Phật. Như khi Ôn Đà Lợi tự sát, họ đã đem xác người con gái ấy chôn cạnh tịnh xá của Phật, rồi phao tin đồn xấu về Phật. Bởi các nhân duyên ấy nên Phật nói ra 4 vô sở ý để xóa tan sự phỉ báng của hàng ngoại đạo và cũng để đoạn nghi cho chúng sanh. Phật dạy, chẳng ai biết đến ta, ta cũng chẳng sợ vì ta đã tận diệt các lậu tập. Nếu có ai nói ta chưa được lậu tận, chưa chứng niết bàn, ta cũng chẳng sợ. Chỉ có Phật mới tận hết các lậu, diệt hết các khổ, được nhất thiết trí mới nói ra được 4 vô sở ý. Như đã nêu trên đây, chẳng có ai có thể được như vậy cả. Do đã đầy đủ công đức mà có được các vô sở ý thứ 1 và thứ 2, do đã đầy đủ lợi ích cho chúng sanh mà được các vô sở ý thứ 3 và thứ 4. Hỏi, 10 lực là trí, 4 vô sở ý cũng là trí, như vậy có khác gì nhau không? Đáp, Phật có vô lượng công đức. Khi diễn bày nghĩa rộng bao quát thì nói đến lực, còn khi nói tóm yếu thì nói đến vô ý. Khi nói về sự phá hủy vô minh, hiện bày các thiện pháp thì nói về lực. Khi nói về sự chứa nhóm trí huệ thì nói về vô ý. Lại nữa, trí vô ý mới được gọi là huệ. Vô ý phát sanh lực để đối trị các tà pháp ngoại đạo. Vô ý như vị lương y có đầy đủ các phương thuốc hay, đầy đủ các phương tiện để trị bệnh. Các phương thuốc hay đó, các phương tiện khác để chữa trị bệnh, đó đều là lực.
Nói tóm lại, các phương tiện trí và lực còn tiềm năng khác khỏi các phương tiện trí và vô úy. Bốn vô ngại trí. Bốn vô ngại trí là bốn đức trí không bị ngăn ngại. Đó là một, pháp vô ngại trí, đây là trí biết rõ các pháp chẳng có gì ngăn ngại. Hai, nghĩa vô ngại trí, đây là trí biết rõ nghĩa của các pháp, giảng rõ nghĩa lý của các pháp chẳng có gì ngăn ngại. Ba, tử vô ngại trí, đây là trí biết rõ các danh từ ngôn ngữ chẳng có gì ngăn ngại pháp. Bốn, lạc thuyết vô ngại trí, đây là trí biết rõ căn tánh chúng sanh nên vui thuyết pháp chẳng hề thối chuyển, chẳng có gì ngăn ngại. Hỏi, vì sao nói Phật có đầy đủ bốn vô sở úy và bốn vô ngại trí? Đáp, vì Phật có vô lượng trí huệ công đức nên thường được vô ngại, tự tại thường được vô sở úy. Không có ai dám điều ngự cả đại chúng đông đảo gồm đủ thành phần giai cấp trong xã hội loài người, gồm cả chư thiên, long, quỷ thần. Phật ở giữa đại chúng chẳng hề có sợ hãi nên được tự tại vô ngại làm công việc ấy. Các luận sư ngoại đạo do tầm kiều mạn, khinh miệt, thiên hạ, phỉ báng pháp của người khác nên chẳng có thể điều ngự được đại chúng đông đảo, chẳng có thể thu phục được nhân tâm. Thế nhưng có rất nhiều vị đạo luận sư ngoại đạo khi đã được gặp Phật, được nghe chánh pháp đều chuyển tâm xin quy y theo Phật và đều được Phật độ. Ví như năm vị đạo sĩ nhóm Ngài Kiều Trần Như, Ngài Yêu Lâu Tần Loa Ca Diếp với 1.000 đạo sĩ quấn tóc, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, vân vân. Hạng đệ tử của Phật trong cõi Diêm Phù Đề gồm đủ hạng người, từ các bậc vua chúa như vua Ba Tư Nặc, vua Tần Bà Sa La, các bà La Môn dẫn đến cả những người thuộc giai cấp Thủ Đà La, tất cả đều được Phật độ. Hỏi, 10 phận lực và 4 vô sở úy liên hệ với nhau như thế nào? Đáp, thị xứ phi xứ trí lực, lực thứ nhất, nhiếp về nhất thiết trí vô sở úy thứ nhất, lậu tận trí lực, lực thứ 10, nhiếp về lậu tận vô sở úy thứ hai. Còn 8 lực khác từ lực thứ 2 đến lực thứ 9, nhiếp về 2 vô sở úy thứ 3 và thứ 4. Như Phật dạy Ngài A Nan, hết thảy chỗ thế gian không biết đến, Phật đều biết khắp cả, cho nên Phật được gọi là Tam Miệu Tam Phật Đà. Hỏi, trước đây có nói hàng ngoại đạo nêu lên 14 lời vấn nạn mà Phật không đáp, ngoài ra có vô số các pháp như pháp sắc, pháp vô sắc, pháp thấy được, hữu kiến, pháp không thấy được, vô kiến, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, vân vân. Vì sao Phật chỉ nói một thứ đạo mà thôi, phải chăng còn có rất nhiều pháp khác mà Phật không biết? Đáp, Phật nói ở nơi các pháp ta đã lậu tận, nếu có ai nói ta chưa lậu tận thì ta cũng chẳng có gì sợ hãi cả. Hỏi, thế nào gọi là lậu tận? Đáp, lậu tức là phiền não, thân tâm ấy trược đầy phiền não, đắm chấp sáu tình gọi là lậu. Có 3 thứ lậu, đó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Trong kinh có phân biệt 7 lậu chướng đạo pháp gồm các nghiệp hữu lậu và hết thảy các phiền não chướng. Nếu trì giới tu các thiện đạo, thọ các thiền vị thì không chướng niết bàn. Nếu hành các pháp bất thiện và các pháp vô ký thì gọi là chướng niết bàn. Lại có thuyết nói định và huệ là 2 thắng pháp dẫn đến niết bàn. Lại có thuyết nói giới định huệ là 3 thắng pháp dẫn đến niết bàn. Lại có thuyết nói 4 thánh đế là 4 thắng pháp dẫn đến niết bàn. Lại có thuyết nói 5 căn xuất thế gian, 6 tánh xuất ly, 7 giác chi, 8 thánh đạo đều dẫn đến niết bàn. Lại có thuyết phủ nhận tất cả những điều nêu trên đây. Phật đã lậu tận, chẳng có trụ chấp vào bất cứ pháp nào trên đây nên chẳng có gì sợ hãi. Hỏi, vì sao nói Phật chỉ thành an lập chú xứ Aleja? Đáp, lấy đức độ để làm lợi lạc cho chúng sanh là an lập chú xứ Aleja. Đây là bản nguyện của bậc thánh, bởi vậy nên Phật chí thành an lập chú xứ Aleja. Lại nữa, Phật tự diệt ác nơi mình và cũng diệt ác nơi chúng sanh, nên gọi là an lập chú xứ Aleja. Ví như Phật nói, pháp 4 thánh đế, 3 phen truyền, 12 hạnh pháp luân, khiến hết thảy nghi hối, hết thảy tà kiến đều tiêu trừ, hết thảy các vấn nạn khúc mắc đều được giải tỏa, nên gọi là an lập chú xứ Aleja. Bởi nhân duyên vậy nên trong đại chúng Phật nói, ta có 10 lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, nay ta chí thành vì hết thảy thế gian không phân biệt người trí, người vô trí, người tin, người không tin nói pháp, tất cả hãy đến với ta sẽ giảng giải cho nghe. Phật ở trong đại chúng chẳng có sợ hãi, ví như sư tử chúa đi đâu các loài thú đều im lặng ẩn trốn, như vậy gọi là vô sở úy. Vì Phật đã được vô ngại giải thoát, đã đầy đủ 4 chánh cần, 37 phẩm trợ đạo, 18 bất cộng pháp, 3 giải thoát môn, 4 như ý túc, 5 vô lậu căn, 10 lực, nên lời Phật nói ra được chúng sanh tín thọ.
Lại nữa, vì Phật có Tam Muội Vương Tam Muội là nơi xuất sanh bốn vô ngại trí, vô ngại giải thoát, nên lời nói từ kim khẩu của Phật có oai lực hàng phục ma vương, chiêu cảm ngoại đạo, diệt hết tà kiến chấp. Ví như Phật thuyết pháp bốn thánh đế, thuyết năm ấm vô ngã, khiến chúng sanh dứt được tà chấp, khởi được chánh tín, hành chánh đạo. Phật thuyết pháp như sư tử hống có uy lực làm chúng ma khiếp sợ, ví như sư tử gầm lên làm cho các thú trong rừng đều sợ hãi. Lời nói của Phật đầy uy lực nhưng lại nhu nhuyễn, thanh tịnh khiến người nghe chẳng có nhàm chán, dứt được ác, hành thiện, được phước báo sanh lên cõi trời vào niết bàn an lạc. Trong kinh nói, khi Phật thuyết về bốn thánh đế, hàng chư thiên cũng sợ hãi nghĩ rằng vạn pháp đều là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, thì rồi đây phước lạc ở cõi trời cũng sẽ phải dứt. Hàng chư thiên lại nghĩ rằng, trừ người đã ly dục ra, tất cả hạng người khác đều chẳng sao thoát được vô thường nên đều sợ hãi, phải tu ly dục mới thoát khỏi vô thường, mới thoát khỏi sợ hãi vậy. Phật y chỉ nơi mười lực bốn vô sở ý, bốn vô ngại trí dẫn dắt chúng sanh thoát ra khỏi lưới của ác ma. Các hàng trời nghe Phật nói sanh tín tâm hoan hỷ, tinh tấn tu hành vượt ra khỏi ba cõi. Các bậc thánh hiền nghe Phật nói pháp liền vào được ba thừa đạo. Như vậy do khát ái, đắm chấp dục lạc thế gian mới sanh sợ hãi khi nghe Phật nói pháp. Còn nếu nghe Phật thuyết pháp mà sanh tín tâm thanh tịnh, tinh tấn tu hành thì sẽ được đến niết bàn an lạc. Hỏi vì sao nói Phật thuyết pháp như sư tử hống? Đáp sư tử là chúa tể của các loài thú. Tiếng gầm của sư tử oai hùng vang dội cả khu rừng, khiến các loài thú đều sợ hãi ẩn trốn. Phật là vị pháp vương, lời nói từ kim khẩu của Phật phát ra oai hùng, rõ ràng quyết định. Bởi vậy nên nói Phật thuyết pháp như sư tử hống. Lời nói từ kim khẩu của Phật có đầy đủ 20 đặc tính nêu như sau đây. Lời nói y trì, nơi, mười lực, giọng nói rõ ràng dễ nghe, lời nói quyết định không sợ hãi, âm hưởng êm dịu, nói các pháp vi diệu chưa từng có, khuyên đại chúng tinh tấn tu tập, khiến các ác ma sợ hãi, khiến tâm trí ác ma bị tán loạn, khiến chư thiên hoan hỉ, đoạn hết lưới ma, phá hết các câu móc của ma, hiển bày cảnh giới thanh tịnh, xa lìa cảnh giới ma, khiến thiện căn tăng trưởng, khiến ác pháp suy giảm, khai thị rõ ràng về nghiệp báo, thuyết các pháp thanh tịnh, dẫn dắt phàm phu vào thánh đạo, khiến chúng sanh vào được ba thừa đạo, khiến chúng sanh được lậu tận, khiến chúng sanh được viên thành đạo nghiệp. Do các đặc tính nêu trên đây nên nói Phật thuyết pháp như sư tử hống vậy. Lại nữa, Phật còn được gọi là vị Phạm Luân, vì Phật chuyển được hạnh luân thanh tịnh, đầy đủ bốn niệm xứ, năm căn, năm lực, bốn chánh cần, bốn như ý túc, ba giải thoát môn, thiền định trí huệ. Lại dùng như tánh vô lậu, giới làm xe, dùng bảy giác chi làm chuỗi anh lạc để tự trang nghiêm đầy đủ vô chánh kiến đạo, chuyển tà tâm của chúng sanh thành tín tâm thanh tịnh, dần dần vào được chánh đạo. Phật dùng diệu pháp sư tử hống phá được ma luân, tức là phá được 12 mắc xích duyên khởi, khiến cỗ xe sanh tử phải tự tán hoại, lại tiêu trừ phiền não, đoạn tật tận các nghiệp chướng, dứt sạch các khổ, khiến người tu hành sanh tâm hoan hỷ. Phật luân của Phật chẳng có ai lai chuyển được, nên nói Phật chuyển thanh tịnh hạnh luân. Hỏi Phật và chuyển luân thánh vương có những điểm đồng và khác nhau như thế nào? Đáp chuyển luân thánh vương là vị vua tại gia thành tựu gia nghiệp, thọ các danh tướng của một vị đại vương, có đầy đủ bảy báu trang nghiêm, dùng bốn nhiếp pháp để trị nước an dân. Phật là vị chuyển luân thánh vương xuất gia, đầy đủ các oai nghi, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thường ở nơi tánh thanh tịnh tự tại vô ngại. Phật là đấng có trí huệ vô thượng, đầy đủ cam lộ vị, được chúng sanh khắp ba cõi tôn kính cúng dường. Phật phá giải các oán tạp phiền não, đem lại sự hoan hỷ cho hàng hữu học và vô học. Phật có đầy đủ 7 giác chi, có vô lượng pháp bảo, có 8 vạn 4 ngàn pháp môn siêu xuất thế gian, có 4 nhiếp pháp để điều phục chúng sanh, có bốn thánh đế làm quy nguyên cho vương pháp. Các vị đại đệ tử của Phật như Ngài Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, ví như những dũng tướng khéo trị Phật quốc, đều có vô lượng diệu lạc vô lậu để dùng bố thí cho chúng sanh, dạy chúng sanh hành các thiện pháp, chuyển luân thánh vương, chơ ly ái dục. Phật đã ly hết thảy các phiền não, vĩnh viễn xa lìa ái dục, chuyển luân thánh vương trị vì trong một lãnh thổ có hạn lượng. Phật chuyển pháp trong vô lượng vô biên thế giới, chuyển luân thánh vương, còn cầu vui ở ngoại pháp. Phật có tự lạc đầy đủ, người gặp Phật nghe pháp được tiêu trừ hết các khổ, dứt được các lậu nghiệp. Phật dạy ta lấy hết thảy các pháp có công năng tiêu trừ các khổ của thế gian làm bảo luân, chuyển luân thánh vương còn bị ba độc làm não loạn, Phật đã tận đoạn ba độc. Chuyển luân thánh vương chết rồi chẳng có ai tiếp tục thế nghiệp.
Phật nhập Niết Bàn rồi vẫn có vô lượng các vị thánh kế tục thánh nghiệp. Bảo luân thế gian là hữu lậu, Phật luân là vô lậu. Bảo luân thế gian còn kiết sử, Phật luân phá sạch các kiết sử. Bảo luân thế gian là hữu lượng, Phật luân là vô lượng. Nếu nhất tâm thanh tịnh y theo pháp luân của Phật mà tu hành, thì trong vô lượng kiếp sẽ được đầy đủ thiện pháp, đầy đủ trí huệ. Khi Phật mới thành đạo, có Phạm Thiên Vương đến cùng thỉnh Phật truyền pháp luân. Bởi vậy nên pháp luân của Phật còn được gọi là Phạm Luân. Khi Phật ở thành Ba La Nại truyền pháp luân, tiếng của Phật vang xa đến tận cõi trời Phạm Thiên, nên tiếng nói của Phật còn được gọi là Phạm Thiên Âm. Hỏi: nghĩa của pháp luân và Phạm Luân có gì sai khác nhau không? Đáp: nghĩa của pháp luân và Phạm Luân chẳng có gì sai khác. Sở dĩ có tên khác nhau vì thích chúng có sai khác vậy. Khi Phật thuyết cho hàng người nghe thì gọi là Pháp Luân, khi Phật thuyết cho hàng trời Phạm Thiên nghe thì gọi là Phạm Luân. Hỏi: pháp như thế nào mới gọi là pháp vô úy? Đáp: ví như mười Phật lực là pháp vô úy. Vì sao? Vì ở nơi đây có tương ưng với trí, nhưng nếu còn tương ưng với ý pháp thì trong tâm vẫn còn sợ hãi là chưa được vô úy. Ví như hành bố thí mà không chấp có người cho, có người nhận và có vật cho thì trong tâm được vô úy vì tương ưng với xả tâm, tương ưng với trí huệ vậy. Hỏi: tướng của bốn hạnh vô úy như thế nào? Đáp: tướng của bốn hạnh vô úy có thể biết thông qua các dụ sau đây. Hạnh vô úy thứ nhất, ví như thầy thuốc và các thuốc trị bệnh. Hạnh vô úy thứ hai, ví như sự chuẩn bệnh cho thuốc. Hạnh vô úy thứ ba, ví như sự kiêng cữ khi dùng thuốc. Hạnh vô úy thứ tư, ví như trạng thái an ổn khi lành bệnh. Lại nữa, bốn hạnh vô úy nói lên các ý nghĩa sau đây. Hạnh vô úy thứ nhất nói về hết thảy trí. Hạnh vô úy thứ hai nói về hết thảy các phiền não đều đã tận. Hạnh vô úy thứ ba nói về các pháp chẳng có nhầm lẫn. Hạnh vô úy thứ tư nói về sự an lạc ở Niết Bàn. Hỏi: đã là thật pháp rồi vì sao còn phân biệt các tướng? Đáp: Phật pháp là bất khả đắc, ví như hư không. Vì là bất khả đắc nên tuy có phân biệt nói ra các tướng mà chẳng có trụ chấp, ví như vạn pháp đều nương vào hư không mà được dựng lập, nhưng hư không vẫn chẳng có tăng chẳng có giảm vậy. Trường hợp bốn vô sở úy cũng là như vậy. Phật nhằm độ thoát chúng sanh mà nói có đoạn trừ hết thảy phiền não kiết sử, nói có chứng đắc giải thoát niết bàn, nhưng tất cả đều là bất khả đắc. Như bài kệ sau đây: tin các pháp đều không là tùy thuận chánh lý, chẳng tin nơi pháp không là tà vạnh lỗi lầm. Nếu chấp là không trơn thì chẳng có tạo nghiệp, chưa tạo nghiệp đã có, chẳng tạo nghiệp vẫn sanh. Như vậy các pháp tướng chẳng sao suy lường được. Các pháp tuy sai khác nhưng đều tự tướng không. Nếu đoạn dứt tâm hành, không y chỉ, nói năng, lìa hai chấp có không, tâm tự nhiên thanh tịnh. Hỏi: trong pháp thành văn có nói đến 10 lực và 4 vô sở úy không? Đáp: kinh thành văn không có nói đến 10 lực và 4 vô sở úy. Phật vì hàng thanh văn nói 4 thánh đế và 12 nhân duyên, từ pháp thành văn sẽ dẫn đến Niết Bàn. Trong kinh Đại Thừa Ma Ha Diễn mới có nói đến 10 lực và 4 vô sở úy, hợp với Đại Từ Đại Bi và thật tướng pháp bất sanh bất diệt. Hỏi: tu hạnh Bồ Tát có 10 lực và 4 vô sở úy không? Đáp: Bồ Tát có tu 10 lực và 4 vô sở úy. 10 lực của Bồ Tát gồm: phát tâm kiên cố, đầy đủ đại từ, không xả bỏ chúng sanh, cúng dường và cung kính chư Phật và chư Đại Bồ Tát, tinh tấn tu hết thảy các thiện pháp, nhất tâm thiền định, đoạn trừ hết thảy tà kiến, thọ sanh tử không nhàm chán nhằm cứu độ chúng sanh, được đầy đủ ba giải thoát môn không vô tướng và vô tác, rõ biết thật tướng pháp, được vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát tu đầy đủ 10 lực, được tự tại vô ngại. Bốn vô sở úy của Bồ Tát gồm: nghe pháp không quên, nên trong đại chúng thuyết pháp chẳng có sợ hãi, được vô ngại giải thoát, chẳng còn bị các pháp trói buộc, nên trong đại chúng thuyết pháp chẳng có sợ hãi, được tự tại vô ngại, nên trước sự nạn hỏi của chúng sanh chẳng có sợ hãi, giải được lưới nghi cho mọi chúng sanh mà chẳng có sợ hãi. Ngoài ra Bồ Tát còn có bốn vô ngại trí, đó là pháp vô ngại trí, nghĩa vô ngại trí, tứ vô ngại trí, lạc thuyết vô ngại trí. Bồ Tát có đầy đủ bốn vô ngại trí nên phân biệt vô ngại về tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp. Hỏi: nghĩa và danh có hợp có ly chăng? Đáp: cũng có hợp và cũng có ly. Người đời xưa dùng giả danh để chỉ các pháp, người đời nay nhân đó đặt thêm nhiều danh tự nữa để rộng phân biệt các pháp. Mỗi pháp đều có danh, tức là đều có tên, có danh mới có nghĩa. Bồ Tát dùng lời nói phân biệt rõ các nghĩa nên mới có được lạc thuyết vô ngại. Hỏi:
10 lực và 4 vô sở ý cũng đã là vô ngại trí rồi, như vậy cần gì phải thêm 4 vô ngại trí nữa? Đáp, ở trong đại chúng nếu đã có đủ lực, đủ vô ý rồi, là có thể thuyết pháp vô ngại, chẳng còn sợ hãi. Tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp bị ngăn ngại nên Bồ Tát phải trang bị thêm 4 vô ngại trí. Có 4 vô ngại trí mới trang nghiêm 4 vô sở ý, mới kiện toàn 10 lực. Có người trong đại chúng được vô ý nhưng không có lực đầy đủ, nên vẫn bị ngăn ngại khi thuyết pháp, bởi vậy phải trang bị thêm 4 vô ngại trí mới được là thuyết vô ngại vậy. Hỏi, Bồ Tát dùng 4 vô ngại trí như thế nào để độ chúng sanh? Đáp, Bồ Tát dùng 4 vô ngại trí để độ chúng sanh như sau. Pháp vô ngại trí, ở nơi pháp vô ngại trí, Bồ Tát chẳng y nơi người, mà thường y nơi diệu pháp khi làm hết thảy các Phật sự. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ thật tướng các pháp, biết rõ hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, đều là như viễn như hóa, đều là chẳng thật có. Bồ Tát dùng vô ngại trí phân biệt ba thừa đạo mà vẫn chẳng phá hoại pháp tánh. Bồ Tát biết rõ pháp tánh là vô tướng, nên ở nơi hết thảy các pháp thường thông đạt vô ngại. Nghĩa vô ngại trí, ở nơi nghĩa vô ngại trí, Bồ Tát biết rõ thật tướng các pháp, chẳng y nơi danh tự ngữ ngôn, ly danh tự ngữ ngôn ra thì mới rõ được nghĩa của thật tướng pháp. Bồ Tát ở nơi hết thảy nghĩa thường được vô ngại. Từ vô ngại trí, ở nơi từ vô ngại trí, Bồ Tát dùng danh tự ngôn ngữ mà thuyết pháp, nhưng vẫn biết rõ danh tự ngôn ngữ chỉ là âm hưởng, dùng để khai thị chúng sanh, khiến chúng sanh khởi được tín tâm thanh tịnh nơi chánh pháp. Bồ Tát tùy theo nghĩa lý mà dùng danh tự ngữ ngôn để nói cho chúng sanh rõ. Bồ Tát hoặc dùng một ngữ, hoặc dùng hai ngữ, hoặc dùng nhiều ngữ, hoặc nói rộng, hoặc nói hẹp, khiến người nghe được rõ thông các nghĩa. Lời Bồ Tát nói ra không nhằm mục đích khen chê, vì Bồ Tát biết rõ danh tự ngữ ngôn chẳng có thật nghĩa. Mặc dù Bồ Tát biết rõ danh tự ngữ ngôn chẳng có thật nghĩa, nhưng vẫn dùng danh tự ngữ ngôn để dạy chúng sanh tu các thiện pháp, xa lìa các ác pháp, nhằm dẫn dắt chúng sanh đến niết bàn. Như vậy, lời nói của Bồ Tát là chân thật ngữ nhằm giải rõ nghĩa của các pháp, khiến chúng sanh nương theo pháp nghĩa mà vào được nơi thật tướng pháp. Lạc thuyết vô ngại trí, ở nơi lạc thuyết vô ngại trí, Bồ Tát dùng một chữ nói lên hết thảy các pháp mà vẫn chẳng có gì trái nhau. Vì lợi ích chúng sanh mà Bồ Tát nói ra 12 bộ kinh, tùy chúng sanh muốn nghe cách nào thì nói theo cách ấy vậy. Vì có người có tín căn, có người có tấn căn, có người có niệm căn, có người có định căn, có người có huệ căn, nên Bồ Tát phải tùy duyên mà phương tiện nói pháp. Phật tùy 8 vạn 4 ngàn căn của chúng sanh mà nói ra 8 vạn 4 ngàn pháp môn để đối trị ba độc cùng các phiền não kiết sử khác của các chúng sanh. Phật tùy theo chúng sanh muốn nghe gì thì nói nấy, như vậy gọi là lạc thuyết vô ngại. Trí huệ của Bồ Tát vô lượng vô biên, chẳng có ai bì kịp. Bồ Tát biết hết thảy các kinh thơ của ngoại đạo, hoặc hết thảy cả năm minh để đối trị với các tà chấp. Bồ Tát tùy biết rõ các kinh thơ ngoại đạo mà vẫn chẳng có tự cao, chẳng làm phiền nhiễu người, tuy làm việc thế gian mà Bồ Tát vẫn thường hướng về Niết Bàn. Bồ Tát thành tựu 4 vô ngại trí nên giác lực mỗi ngày mỗi tăng thêm quang minh hơn hẳn các hàng chư thiên. Vì sao? Vì chư thiên còn ái lạc, còn thích được tôn kính cúng dường. Trái lại, Bồ Tát chẳng còn đắm trước chỉ vì thương xót chúng sanh mà ra vào nơi các nẻo đường sanh tử. Bồ Tát vì chúng sanh dùng các phương tiện trí để dẫn dắt chúng sanh, khiến chúng sanh ưa thích, rồi mới vì họ nói pháp, dần dần đưa họ vào chánh đạo. Bồ Tát nói pháp vô tận mà chẳng có hoại pháp, khiến chúng sanh được đoạn trừ, được tham ái và an trú trong vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát Ma Ha Tát dùng 4 vô ngại trí như vậy để độ chúng sanh đến bờ giải thoát. Hết quyển 25.